Một năm trước, cuộc sống của tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi đã tự làm mình kiệt sức. Cha tôi mất quá đột ngột, và các mối quan hệ của tôi trở nên rối loạn. Một điều mà tôi biết ở thời điểm đó, vượt ra ngoài tình trạng tồi tệ nhất của mình, là nhận được một món quà tuyệt vời. Tôi đã được cho biết một bí mật lớn. Tôi bắt đầu tìm kiếm bí mật đó ngược lại dòng lịch sử. Tôi đã không thể tin rằng tất cả những người biết bí mật này. Họ đều là những người danh tiếng nhất trong lịch sử. Tất cả những điều tôi muốn làm là chia sẻ bí mật này ra thế giới. Tôi bắt đầu tìm kiếm những người biết bí mật này còn sống. Nếu bạn biết về bí mật này, bạn có thể có mọi thứ bạn muốn. Hạnh phúc, sức khỏe và sự thịnh vượng. Bạn có thể có, làm hoặc là bất cứ thứ gì bạn muốn. Chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì mà chúng ta lựa chọn, không cần quan tâm điều đó to lớn đến thế nào. Bạn muốn sống trong căn nhà như thế nào? Bạn có muốn thành triệu phú không? Bạn muốn kinh doanh trong lĩnh vực nào? Bạn có muốn thành công hơn nữa không? Bạn thật sự muốn điều gì nhỉ? Bản thân tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều phép màu xảy ra với cuộc sống rất nhiều người. Những phép màu tài chính, phép màu trong việc chữa bệnh, hàn gắn tinh thần, hàn gắn các mối quan hệ. Tất cả những điều này xảy ra do biết áp dụng bí mật. Đây là bí mật lớn nhất của cuộc sống. Có lẽ bạn đang ngồi đây, tự hỏi điều bí mật đó là gì. Tôi sẽ chỉ cho bạn làm cách nào tôi hiểu ra điều bí mật đó. Chúng ta đều hoạt động với nguồn sức mạnh nguyên sơ. Chúng ta tất cả được dẫn đường bởi những luật chung. Luật tự nhiên của vũ trụ là cực kỳ rõ ràng, rằng chúng ta thậm chí chẳng có bất cứ khó khăn nào khi tạo ra tàu vũ trụ, đưa người lên mặt trăng. Và chúng ta có thể tính toán chính xác đến phần triệu giây cho việc hạ cánh. Tôi sẽ không quan tâm nếu bạn là người Ấn Độ hay là bạn ở Úc, New Zealand, Stockholm hay London hay Toronto hay Montreal,
hay New York. Australia, New Zealand, Stockholm or London, or Toronto or Montreal or New York. We're all working with one. Chúng ta sống với một sức mạnh. One law. Một quy luật. It's attraction. Đó là sự hấp dẫn. The secret is the law. Bí mật chính là luật của sự hấp dẫn. Tất cả mọi thứ đến với bạn trong cuộc sống chính là bạn đang hấp dẫn nó đến với cuộc sống của mình. Và sự hấp dẫn đến với bạn bằng các hình ảnh tưởng tượng bạn đang nắm giữ bên trong tâm trí mình. Đó là cái mà bạn đang nghĩ. Bạn thấy không? Bất cứ cái gì đang diễn ra trong tâm trí bạn, bạn đang hấp dẫn chính nó đến với mình. Giờ đây, tất cả những người nổi tiếng nhất đều biết điều đó. Khi bạn đến thăm khu phế tích Babylon, Iraq, những người ở đó đều biết rằng có một nhóm người nhỏ, có thể chỉ khoảng 1% dân số thôi, kiếm được đến 96% số tiền đã kiếm được của toàn dân số. Bạn có nghĩ đó chỉ là sự ngẫu nhiên không? Không, không phải đâu bạn. Điều đó xảy ra chính xác như nó phải thế. Nhóm người đó đã biết một điều. Họ biết một bí mật. Và giờ đây, bạn đang được tôi kể về điều bí mật này. Cách đơn giản nhất với tôi khi tìm hiểu luật của sự hấp dẫn là coi mình như một thỏi nam châm. Và tôi biết nam châm sẽ hấp dẫn mọi thứ đến nó. Theo cách hiểu cơ bản nhất, luật của sự hấp dẫn nói rằng ý muốn hấp dẫn điều mong muốn. Chúng ta đang nói về cấp độ của tâm trí. Nhân cách của chúng ta giữ những suy nghĩ về cái chúng ta muốn, làm cho nó trở nên cực kỳ rõ ràng trong tâm trí về cái chúng ta muốn. Và khi đó, ta bắt đầu động chạm đến một trong những luật lớn nhất của vũ trụ. Đó là luật hấp dẫn. Bạn sẽ đạt được điều giống với điều bạn suy nghĩ nhất. Và cũng tự hấp dẫn điều bạn hay nghĩ đến với bạn. Nếu bạn thấy điều đó ở chỗ này, bạn cũng sẽ giữ điều đó ở chính chỗ đó. Và nguyên tắc này có thể rút lại trong ba từ rất đơn giản. Suy nghĩ, trở thành, thành quả. Điều mà mọi người không hiểu là suy nghĩ cũng có tần số. Mọi suy nghĩ đều có tần số lặp lại. Và chúng ta có thể đo được suy nghĩ. Một ý nghĩ lặp đi lặp lại. Hoặc bạn tưởng tượng trong đầu, mình có một chiếc xe mới toanh, có vô số tiền lập nên doanh nghiệp, tìm được người đồng cảm. Khi mà bạn tưởng tượng điều đó như thế nào, bạn đang phát ra tần số dựa trên những đặc điểm cơ bản. Ý nghĩ đang gửi ra ngoài những tín hiệu thu hút. Những tín hiệu này cùng một hướng quay trở lại bạn. Tưởng tượng bạn đang sống thịnh vượng và bạn sẽ hấp dẫn điều đó. Luật này luôn hoạt động vào bất cứ thời gian nào. Nhưng vấn đề là hầu hết mọi người lại nghĩ đến cái mà họ không mong muốn. Và họ lại cứ tự hỏi, tại sao điều họ không muốn lại cứ xảy ra hết lần này đến lần khác? Luật hấp dẫn không cần quan tâm rằng bạn coi điều đó là tốt hay xấu, hoặc bạn không muốn điều đó xảy ra, hay bạn rất muốn điều đó xảy ra. Luật chỉ phản ứng lại suy nghĩ của bạn. Cho nên, nếu bạn ngồi đây, nhìn vào một núi các khoản nợ, cảm thấy khủng khiếp về quả núi ấy, đó là tín hiệu bạn gửi đến vũ trụ. And now law of attraction is lining those things up for you also. This is a universe that is based. Tôi cảm thấy tồi tệ bởi các khoản nợ của tôi. Bạn chỉ đang tự ám cái ý nghĩ đó vào bạn. Bạn cảm thấy nó trong mọi tầng suy nghĩ của mình. Thế là bạn sẽ nhận được thêm nhiều hơn nữa. You might be thinking about the past or the present or the future. Cho nên khi bạn nhìn vào những điều bạn muốn, bạn nói, vâng, tôi muốn. Với điều đó, bạn đang tạo một suy nghĩ tích cực và luật hấp dẫn sẽ đáp ứng lại suy nghĩ này.
Nhưng khi bạn nhìn vào điều gì đó mà bạn không hề muốn, bạn hét, không, tôi cóc muốn vào điều đó. Bạn vẫn chưa bỏ được điều đó đi đâu. Thay vào đó, bạn tạo một ý nghĩ nghiêm túc về điều mà bạn không muốn. Và thế là hấp dẫn vẫn cứ đưa những thứ không muốn đó cho bạn. Đó là cách mà vũ trụ hoạt động, dựa trên sự hấp dẫn. Tất cả mọi thứ đều là sự hấp dẫn. Luật hấp dẫn luôn luôn hoạt động, bất chấp bạn có tin và hiểu luật hay không. Bạn có thể đang nghĩ về quá khứ, về hiện tại và tương lai. Cứ mỗi khi bạn đang nhớ lại, quan sát hay tưởng tượng ngay trong quá trình đó, bạn đang tạo ra suy nghĩ. Và luật hấp dẫn, luật mạnh nhất trong vũ trụ, sẽ đáp ứng lại suy nghĩ của bạn. Sự sáng tạo này luôn xảy ra vào mọi thời điểm, cả khi là một suy nghĩ riêng lẻ hoặc những trăn trở suy nghĩ rất lâu. Chúng đều trong quá trình sáng tạo đó. Một điều gì đó sẽ thoát ra từ trong những suy nghĩ. Luật hấp dẫn sẽ nói rằng vũ trụ sẽ mang cho bạn tất cả những gì bạn nói và tập trung đến. Cho nên, nếu bạn đang than phiền về một việc rất tồi tệ, sẽ làm cho bạn càng nhận được thêm sự tồi tệ cho việc đó. Tôi có một học trò tên là Robert. Cậu ấy là một gã đồng tính. Và cậu ấy chia sẻ trong một khóa học qua mạng của tôi, một phần trong bức email gửi đến cho tôi. Cậu ấy kể về tất cả những điều tuyệt vọng trong cuộc sống của cậu. Trong công việc, tất cả đồng nghiệp đều kỳ thị cậu ấy. Đó luôn là những căng thẳng thường trực, bởi họ đã cực kỳ ác ý. Cậu ấy kể, khi đi ra ngoài phố, cậu luôn gặp những người chống đồng tính, lăng mạ cậu bằng nhiều cách. Cậu ấy muốn trở thành một diễn viên kể chuyện cười. Và khi cậu đang kể chuyện cười như thế, tất cả mọi người sừng cổ lên với cậu. Chỉ vì chuyện cậu đồng tính và tất cả cuộc sống của cậu là rất nhiều sự khốn khổ và không hạnh phúc. Và tất cả chúng đều là do cái ý nghĩ, vì cậu ấy là đồng tính nên đáng bị lăng mạ. Tôi đã bắt đầu dạy cậu ấy rằng cậu ấy đang tập trung vào thứ mà mình không muốn. Tôi chỉ ra cho cậu ấy ngay trong bức thư mà cậu gửi cho tôi, bảo cậu ấy đọc lại nó, tìm tất cả những điều cậu ấy không muốn mà cậu ấy đã viết cho tôi. Và tôi có thể nói rằng cậu ấy rất sốc về điều đó. Khi mà bạn tập trung vào điều gì với rất nhiều cảm xúc mạnh mẽ, sẽ làm cho điều đó xảy ra nhanh hơn nhiều. Và sau đó, cậu ấy đã bắt đầu nói về việc tập trung vào cái mà cậu ấy bị xúc phạm. Và cậu ấy đã thực sự cố gắng. Điều gì xảy ra trong 6 đến 8 tuần tiếp theo đã thật sự là một phép màu. Cậu ấy kể lại rằng tất cả mọi người ở chỗ làm của cậu, những người hay quấy rầy cậu hoặc là đã chuyển sang bộ phận khác hay đã bỏ việc khỏi công ty, đã để cậu được yên. Và cậu trở nên yêu thích công việc. Cậu nhận thấy khi đi ra ngoài phố, chẳng còn ai đến và xúc phạm cậu nữa. Cứ như là họ không hề tồn tại. Khi mà cậu làm công việc diễn viên kể chuyện cười, cậu được hoan hô nhiệt liệt và không ai cáu kỉnh như trước nữa. Cả cuộc sống đã thay đổi, bởi cậu đã thay đổi thái độ, chuyển từ tập trung vào cái cậu không muốn, cái cậu lo lắng, cái cậu muốn lảng tránh, để mà tập trung vào cái mà cậu vô cùng muốn có. Cho nên, chúng ta có thể trở nên rất tích cực trong tầm nhìn và định hướng ra bên ngoài. Và khi đó, chúng ta sẽ hấp dẫn những người chủ động và các sự kiện cùng hoàn cảnh tích cực. Chúng ta có thể trở nên rất tiêu cực trong định hướng và trở nên rất cáu kỉnh. Trong trường hợp này, chúng ta có xu hướng hấp dẫn những điều tiêu cực, những con người giận dữ và những hoàn cảnh tiêu cực, và bản thân bạn khi đó tự hấp dẫn đến với mình. Rất nhiều suy nghĩ bạn đang giữ trong nhận thức của bạn có thể là những suy nghĩ có ý thức lẫn những suy nghĩ vô thức. Chúng đang xen nhau. Nếu bạn cân nhắc thật cẩn thận, khi suy nghĩ đến cùng với bí mật sức mạnh của tâm trí chúng ta, sức mạnh của sự tập trung trong cuộc sống thường nhật, bí mật xung quanh chúng ta, điều chúng ta cần làm là mở to đôi mắt và tìm kiếm. Bạn thấy minh chứng luật của sự hấp dẫn trong xã hội của chúng ta. Khi bạn thấy một người phát ngôn một cách nhu nhược, người đó sẽ có sự nhu nhược. Khi bạn thấy một người phát ngôn một cách mạnh mẽ, người đó sẽ có sự mạnh mẽ. Luật hấp dẫn được kiểm chứng ở bất kỳ chỗ nào xung quanh bạn. Nếu bạn hiểu rõ luật là thế nào, luật sẽ hiện diện với bạn, coi mình như một thỏi nam châm, hấp dẫn những suy nghĩ, hấp dẫn mọi người, hấp dẫn các biến cố, hấp dẫn phong cách. Thật sự tất cả mọi điều mà bạn thu được làm kinh nghiệm của mình, bạn thu được chính bởi tác động mạnh mẽ của luật của sự hấp dẫn. Ý của tôi là tôi không nói với bạn từ cái nhìn của một mong ước.
hoặc là tưởng tượng, hoặc là sự bốc đồng. Tôi đang nói với bạn từ một cách hiểu sâu sắc và đơn giản nhất. Vật lý nguyên tử thực sự bắt đầu để chỉ ra sự phát hiện này, rằng bạn không thể khám phá được vũ trụ mà không đặt tâm trí vào chính trong đó. Tâm trí thực sự rất sâu sắc trong việc nhận thức vũ trụ. Cho nên nếu bạn chưa hiểu, không có nghĩa là bạn phải bỏ qua. Ví dụ, bạn không hiểu về điện. Trước đây cũng thế, chẳng có ai biết điện là thế nào. Và cả bây giờ, khi bạn rất hài lòng về tiện ích của điện, bạn có biết được nguyên lý của điện không? Tôi không biết nguyên lý của điện. Nhưng tôi biết một điều, bạn có thể nấu bữa tối dùng điện, có khi là nấu luôn cả người nấu. Mọi người thường thế này, khi mà họ bắt đầu hiểu một bí mật lớn, họ bắt đầu khiếp sợ về tất cả những suy nghĩ tiêu cực mà họ có thể nghĩ ra. Có hai điều bạn cần chắc chắn. Một, khoa học đã chứng minh được những suy nghĩ quả quyết tích cực có sức mạnh gấp hàng trăm lần suy nghĩ bi quan, vì chúng loại bỏ yếu tố lo sợ trong ta. Bạn đang sống trong hiện thực mà trong đó có những khoảng thời gian đệm, và thật sự nó có ích cho bạn. Bạn chắc chắn là không muốn sống trong một môi trường tại đó mọi suy nghĩ của bạn tác động ngay lập tức. Tác động là lâu dài cho bạn, và thật sự là một điều tốt. Do đó, bạn muốn được chủ động nhận thức những suy nghĩ của bạn. Bạn muốn lựa chọn những suy nghĩ của bạn một cách kỹ càng, và bạn muốn vui vẻ với lựa chọn của mình, bởi vì bạn chính là chủ nhân của chính cuộc sống của bạn. Bạn chính là Michelangelo của cuộc sống mình. Chàng David mà bạn đang khắc họa từ bạn cũng làm điều đó với chính các suy nghĩ của mình. Những vị lãnh đạo trong quá khứ, những người biết bí mật này, họ muốn giữ lại sức mạnh và không muốn chia sẻ sức mạnh. Do vậy, họ giữ mọi người tránh xa bí mật. Mọi người chỉ đi làm công, họ chỉ làm công việc của mình rồi trở về nhà, mà chẳng có động lực gì, bởi vì bí mật này chỉ được giữ bởi một số người. Chúng ta đang sống trong một vũ trụ mà trong đó có những luật. Cũng giống như luật vạn vật hấp dẫn Newton, khi bạn ngã khỏi một tòa nhà, khi đó thì chẳng quan trọng bạn đang là một người tốt hay xấu, thế nào bạn cũng bẹp dí. Tất cả mọi thứ đang hiện diện trong cuộc sống của bạn, bao gồm cả những điều bạn đang phàn nàn, bạn đều đang hấp dẫn chúng. Tôi biết sẽ làm bạn bối rối lúc đầu, có khi lại làm cho bạn rất ghét phải nghe điều đó. Bạn sẽ ngay lập tức nói, tôi có hấp dẫn một vụ đụng xe đâu. Tôi có hấp dẫn cái ông khách khó chịu đó đâu. Tôi chắc chắn rằng chẳng hấp dẫn gì cái khoản nợ ấy. Tôi không hấp dẫn bất cứ cái gì xảy ra mà bạn đang phàn nàn về nó. Và tôi thì ở đây trước mặt bạn để nói rằng có, bạn vẫn đang hấp dẫn điều đó. Đây chắc cũng là một trong những khái niệm khó nhất để nắm bắt, nhưng một khi bạn chấp nhận được nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn. Đây là một phần của một bí mật rất lớn, và hầu hết chúng ta bị hấp dẫn bởi những điều mặc định. Chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta không có một quyền điều khiển nào những điều đó. Suy nghĩ chúng ta tự động dẫn đường, cảm xúc chúng ta tự động dẫn đường với tất cả mọi thứ, đơn giản chỉ là đến với chúng ta do định mệnh. Sai rồi, nếu đây là lần đầu tiên bạn được nghe về điều này, có thể bạn sẽ tự nói, vậy ra tôi phải kiểm soát suy nghĩ của mình, sẽ có rất nhiều việc phải làm đây. Có thể bạn sẽ nói như thế. Nhưng như thế thì sự thú vị bắt đầu từ đâu? Chúng tôi không khuyến khích bạn cố gắng mà kiểm soát suy nghĩ của mình. Cố gắng đó chỉ làm cho bạn phát điên thôi. Có rất nhiều các suy nghĩ đến với bạn từ rất nhiều các hướng khác nhau, về rất nhiều các chủ đề khác nhau. Lúc đó, hệ thống hướng dẫn xúc cảm của bạn sẽ làm việc. Cảm xúc của bạn, hệ thống hướng dẫn xúc cảm của bạn giúp cho bạn hiểu được những điều bạn đang nghĩ. Do đó, suy nghĩ của bạn có nguyên nhân bởi cảm giác. Cảm xúc là một món quà tuyệt vời mà chúng ta có. Để cho chúng ta biết điều gì hấp dẫn chúng ta, chỉ có hai loại cảm xúc phân biệt trong mỗi chúng ta. Một là cảm xúc tốt và một là cảm xúc xấu. Bạn có thể gọi chúng là bất cứ cái gì.
Nhưng về cơ bản, tất cả những xúc cảm tiêu cực đó, như bạn gọi là tội lỗi, hoặc sự tức giận, hoặc sự thất bại, tất cả chúng đều cảm thấy giống nhau. Ta cảm thấy không tốt, và tất cả những thứ hệ thống hướng dẫn xúc cảm nói về những điều bạn đang nghĩ bây giờ, không cùng một đường với những điều mà bạn thực sự muốn, theo một mức khác. Nó được gọi là tần số tiêu cực, hoặc những rung động tiêu cực, hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn định nghĩa cho nó. Cái điều mà ngay bây giờ bạn đang nghĩ thì nó lại không giống với cái bạn đang thực sự muốn, hay bất cứ thứ gì bạn gọi. Cảm giác của hy vọng, hạnh phúc hay tình yêu, cảm giác tuyệt vời, thái độ lạc quan, sự chỉ đạo đang nói rằng điều mà bạn đang nghĩ ngay bây giờ đang cùng chung đường với cái mà bạn muốn. Chính vì vậy, điều đó thật đơn giản. Nó ở ngay chính đó. Câu trả lời là, tôi đang thu hút cái gì ngay bây giờ? Bạn cảm thấy thế nào? Tôi thì cảm thấy rất tốt. Rất tốt. Hãy liên tục làm điều đó. Tình cảm của chúng ta sẽ là cơ chế phản hồi lại chúng ta về điều mà chúng ta đang theo đuổi hay không. Là chúng ta đang đi đúng đường hoặc lệch đường. Bạn càng cảm thấy tốt lành thì bạn càng chung hướng với điều bạn muốn. Nếu bạn cảm thấy càng tồi tệ thì bạn sẽ càng bị chệch hướng với điều bạn muốn. Cái mà bạn đang làm là bạn đang mở rộng ra kinh nghiệm tích lũy hàng ngày, là bạn đang đưa những suy nghĩ mà trình bày rất rõ kinh nghiệm trong tương lai của bạn, và bạn có thể nói theo cách bạn cảm nhận. Nếu đó là những điều bạn đang đi về phía trước, sẽ làm bạn hài lòng khi bạn tới được đó. Và bạn đang biết chính xác điều bạn đang cảm nhận. Nó không nhiều như điều bạn đang nghĩ. Đó là lý do tại sao mọi người, nếu họ bị vấp ngón chân đi ra khỏi giường, họ có khuynh hướng quay quay cả ngày như vậy. Bạn biết rồi đấy. Họ không có đầu mối để một điều đơn giản thay đổi cảm xúc của họ có thể thay đổi hoàn toàn cả ngày và cuộc sống của họ. Nếu bạn bắt đầu bằng một ngày tốt lành và bạn đang ở trong một cảm giác rất đặc biệt, cảm giác hạnh phúc, miễn là bạn không để cho một vài thứ thay đổi trạng thái của mình, bạn tiếp tục thu hút theo quy luật hấp dẫn. Có nhiều trường hợp, tình huống, mọi người duy trì được cảm xúc vui vẻ đó, ngày tốt, ngày xấu, người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo. Đó là tất cả về những điều mà mọi người tiếp tục cảm nhận. Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ để cảm thấy khoan khoái. Bạn bắt đầu cảm thấy phồn thịnh. Bạn bắt đầu cảm nhận tình yêu đang ở xung quanh bạn. Thậm chí nếu nó không có đó, và điều mà sẽ xảy ra là vũ trụ sẽ đáp lại tương ứng như sức sống trong bài hát của bạn. Vũ trụ sẽ đáp ứng như sức sống của tình cảm bên trong, và nó thể hiện ra bên ngoài, bởi vì đó là cách bạn cảm nhận. Theo lẽ thông thường, cái mà bạn tập trung vào là những suy nghĩ và cách cảm nhận, là điều bạn đang thu hút vào theo kinh nghiệm của bạn. Hay không, thì đó là điều mà bạn muốn mọi lúc, không ngoại trừ. Thật khó để có thể chịu đựng được, nhưng chúng ta có thể bắt đầu mở bản thân chúng ta để đạt tới điều đó. Sự chia nhánh là rất tốt, có nghĩa là bất cứ điều gì chúng ta nghĩ đã làm trong cuộc đời chúng ta, nó có thể chưa làm. Điều đó thực sự rất quan trọng để mà bạn cảm thấy tốt, bởi vì cảm nhận tốt nó thể hiện ra bên ngoài như một tín hiệu với vũ trụ và bắt đầu thu hút nhiều hơn về phía bạn. Cho nên, bạn càng cảm thấy tốt, bạn càng thu hút nhiều thứ mà giúp bạn cảm nhận tốt hơn. Và tất cả điều đó, chúng luôn luôn giúp bạn đi lên, càng ngày càng lên cao. Khi bạn cảm thấy không tốt lắm, bạn biết đó, bạn có thể thay đổi điều đó như thế này. Hãy đặt một bản nhạc thật hay, bắt đầu hát, và nó sẽ thay đổi cảm xúc của bạn. Hãy suy nghĩ về những thứ đẹp, nghĩ tới một đứa con, có thể nghĩ tới điều gì mà bạn rất yêu thích, và hãy vẽ về nó.
maybe one you love. And dwell on it. Really keep that thought in your mind. Hãy giữ suy nghĩ đó trong suy nghĩ của bạn. Bỏ đi mọi thứ trừ suy nghĩ đó. Tôi đảm bảo với bạn là bạn sẽ bắt đầu thấy tốt hơn. Mô hình có thể áp dụng với con vật nuôi của gia đình bạn thay vì điều tôi tin mà chúng tuyệt vời. Bởi vì chúng đặt bạn trong một trạng thái cảm xúc tuyệt vời. Khi bạn cảm thấy yêu con vật của mình, đó là một tình yêu rất tuyệt vời. Nó mang đến điều tốt lành trong cuộc đời bạn. Có một món quà, và bạn bắt đầu hiểu rất rõ nó. Khi bạn bắt đầu hướng suy nghĩ của mình dựa trên cái mà chúng cảm nhận, và bạn bắt đầu chú ý sự tương quan giữa cái mà bạn cảm nhận và nghĩ và đang quay trở lại. Trước khi bạn biết nó, bạn sẽ biết được là sự tạo hóa ra thực tại của bạn, và những ai mà đang xem ở một khoảng cách xa sẽ rất ngạc nhiên. Bởi bạn đang sống trong một cuộc sống hoàn hảo. Từ khi tôi học được bí mật và đã bắt đầu áp dụng vào cuộc sống của tôi đã thực sự rất kỳ diệu. Tôi nghĩ kiểu cuộc sống mà mọi người đều mơ tới, và tôi sống ngày ngày trong nó. Tôi có một người vợ. Tôi sẽ đi tới những nơi tuyệt đẹp ở trên thế giới. Tôi đã trèo núi, thám hiểm và đã từng đi săn. Và tất cả điều này đã xảy ra và còn tiếp tục xảy ra. Bởi vì biết áp dụng bí mật, cuộc sống hoàn toàn có những điều phi thường, và có lẽ là vậy. Và nó sẽ là như thế. Khi bạn bắt đầu sử dụng bí mật, có rất nhiều người hỏi tôi về công việc của họ đang trong quá trình sáng tạo. Và công việc của vũ trụ là, hãy nhìn vào giây phút đó, hãy sử dụng phép ẩn dụ này. Bạn hãy nghĩ về Aladdin và cây đèn của anh ta. Bạn có thể nghe thấy ai đó, Aladdin nhặt chiếc đèn, lau đất bụi bẩn và gọi vị thần ra. Và vị thần luôn luôn nói một điều, yêu cầu của ngài là mệnh lệnh với tôi. Nếu bạn theo dõi câu chuyện và trở về lúc ban đầu, bạn thấy chúng ta nghĩ có ba điều ước. Nhưng nếu bạn theo dõi câu chuyện và ở phần đầu, hoàn toàn không có giới hạn. Bất cứ điều gì cũng có thể là điều ước. Hãy nghĩ về một điều. Nào, bây giờ hãy thử lấy một phép ẩn dụ, thổi nó lên và áp dụng nó cho bạn vào cuộc sống của bạn. Hãy nhớ, Aladdin là người mà luôn đòi hỏi những thứ anh ta muốn. Sau đó, bạn nhận được từ vũ trụ ở khoảng không rộng lớn. Đó là vị thần khổng lồ. Theo truyền thống đã gọi, những thứ khác thường. Sự hướng dẫn của thiên thần nâng cao giá trị của bạn. Ý của tôi là chúng ta có thể đặt nhãn hiệu lên đó và chọn bất kỳ ai làm việc tốt nhất cho bạn. Nhưng có thể có một số điều lớn hơn chúng ta. Và thiên thần luôn luôn nói một điều. Mong ước của bạn là mệnh lệnh với tôi. Do đó, chúng tôi muốn nói với bạn quá trình sáng tạo là một quá trình gồm 3 bước. Bước thứ nhất, bạn phải hỏi được cái bạn muốn là gì. Bạn không cần sử dụng từ để hỏi. Thực ra, vũ trụ thậm chí không nghe được những từ ngữ của bạn. Vũ trụ đang tương thích toàn bộ với suy nghĩ của bạn. Điều gì bạn thực sự muốn? Ngồi xuống và viết lên một mẩu giấy, viết theo thì hiện tại. Bạn có thể bắt đầu viết, tôi hạnh phúc và biết ơn. Và lý giải bạn muốn cuộc sống của bạn sẽ thế nào? Trong mọi lĩnh vực, và điều này thực sự là rất thú vị. Điều này giống như có vũ trụ trong danh mục của bạn. Và bạn lướt nhẹ qua, và bạn đi. Được, tôi muốn có kinh nghiệm này. Tôi muốn có sản phẩm đó, và tôi muốn có một người như thế. Đó chỉ là bạn đang đặt vị trí của bạn với vũ trụ. Điều đó thực sự dễ. Bước thứ hai là trả lời. Một câu trả lời với điều bạn đang hỏi.
Và đó không phải là công việc của bạn. Trong dạng vật chất của bạn, vũ trụ sẽ không đáp ứng bước đó cho bạn đâu. Tất cả sức mạnh của vũ trụ đang tương thích với suy nghĩ của bạn mà bạn đặt trong hành động. Mong ước của bạn là mệnh lệnh của tôi. Và vũ trụ sẽ bắt đầu tự sắp xếp lại để làm cho điều đó đến với bạn. Hầu hết trong số chúng ta chưa bao giờ cho phép bản thân chúng ta muốn cái mà chúng ta thực sự mong muốn, bởi vì chúng ta không thể nhìn thấy quá trình mà nó biểu lộ. Nếu bạn chỉ nghiên cứu một chút, thì nó sẽ trở thành bằng chứng cho bạn mà bất kỳ ai cũng đã từng hoàn thành bất kỳ điều gì đều không biết họ muốn nó như thế nào. Họ chỉ biết cái mà họ sắp làm. Bạn không cần biết điều xảy đến như thế nào. Bạn cũng không cần biết vũ trụ sẽ sắp xếp lại như thế nào. Bạn không biết như thế nào. Điều đó sẽ được hướng dẫn cho bạn, và bạn sẽ thu hút cách đó. Cho nên sau đó người bạn của chúng ta có nói, một vài điều ắt sẽ đi theo hướng sai tồi tệ, bởi vì tôi biết tôi đang hỏi đồ đạc của tôi ở đâu. Và chúng ta nói, bạn đang hỏi, tức là bạn đang hoàn thành bước thứ nhất. Bạn không thể giúp, nhưng bạn có thể làm được điều đó. Vũ trụ đang trả lời mỗi lần, không ngoại trừ. Nhưng đó là bước khác mà bạn phải hiểu, và đó được gọi là bước thứ ba, là bước đón nhận. Có nghĩa là bạn phải để cho chính bạn theo hướng bạn đang đòi hỏi. Khi bạn đang ở trong đúng tình cảm mà bạn muốn, thì bạn cảm thấy rất tuyệt vời. Cảm xúc và niềm vui đang đặt ở đó. Đó cũng là nơi của sự phấn khích và niềm đam mê. Nhưng khi bạn cảm thấy tuyệt vọng, hay sợ hãi, hay tức giận, những điều đó là bằng chứng mạnh nhất thể hiện bạn đang đi không đúng hướng với cái điều bạn đang đòi hỏi. Và chính vì thế, khi bạn bắt đầu nhận ra cách mà bạn cảm nhận là mọi thứ, và bạn bắt đầu hướng những suy nghĩ của bạn dựa trên cách mà chúng cảm nhận như thế nào, dần dần bạn có thể nhận thấy nơi cảm nhận của nó. Và bây giờ, bạn đồng hành với nó. Và bạn phải chứng minh bằng kinh nghiệm của bạn khi bạn biến điều mộng ảo thành sự thật. Bạn đang ở vị trí xây đắp lên thành những điều lớn hơn và tốt hơn. Và điều đó, bạn của tôi, là quá trình sáng tạo. Chính vì vậy, quy luật hấp dẫn, hãy học và làm theo quy luật của sự hấp dẫn, là điều giúp bạn có được cảm nhận để sở hữu nó bây giờ. Đi thử chiếc xe đó, đi mua đồ và đi vào trong ngôi nhà, làm bất cứ điều gì bạn phải làm để có được cảm giác bạn đang sở hữu nó. Và hãy nhớ đến chúng. Bất cứ điều gì bạn có thể làm sẽ giúp bạn thực sự thu hút được. Có thể là bạn ngủ dậy và nó ở đó, nó được biểu lộ rõ ràng. Hay bạn có thể có một số ý tưởng cho hành động để có được. Bạn dĩ nhiên sẽ không nên đi theo hướng đó. Tôi có thể làm theo hướng này, nhưng than ôi, tôi ghét nó. Đó là bởi vì bạn đang không đúng hướng. Nếu đó là trong hoàn cảnh như vậy, hành động đôi khi bị yêu cầu. Nhưng nếu bạn đang làm nó trên cùng tuyến đường mà vũ trụ đang cố gắng chuyển tới, thì sẽ rất là tuyệt vời. Bạn sẽ cảm thấy muốn sống cho tới khi thời gian dừng lại. Bạn có thể làm nó suốt cả ngày. Vũ trụ muốn tốc độ. Đừng trì hoãn, đừng suy đoán trong vài giây, đừng nghi ngờ. Khi cơ hội đang ở đó, sự thôi thúc đang ở đó, khi bạn có cảm nhận từ bên trong, thì hãy hành động. Đó là việc của bạn. Và đó là tất cả cái điều mà bạn phải làm. Bạn sẽ thu hút mọi thứ mà bạn yêu cầu. Nếu đó là số tiền bạn cần, bạn sẽ thu hút được nó. Nếu đó là những người bạn cần, bạn sẽ thu hút được. Nếu đó là quyển sách bạn cần, bạn sẽ thu hút được nó. Bạn phải luôn quan tâm tới điều mà bạn bị thu hút, bởi vì bạn đang nắm giữ những hình ảnh mà bạn muốn. Bạn đang bị thu hút với những thứ. Chúng đang bị thu hút về phía bạn.
Nhưng nó thực sự di chuyển tới thế giới vật chất xung quanh bạn. Và nó làm điều đó bởi quy luật hấp dẫn. Bạn có thể khởi đầu là không có gì, và không vì điều gì, không vì hướng đi nào, thì hướng đi sẽ được tìm ra. Hãy nghĩ đến điều này. Một chiếc xe ô tô đi trong đêm, đèn sáng chỉ soi từ 100 đến 200 feet về phía trước. Và bạn có thể tạo ra điều đó trên suốt con đường từ California tới New York, đi xuyên trong bóng tối, bởi vì tất cả bạn phải nhìn là 200 feet sắp tới. Đó là cuộc sống có xu hướng biểu lộ trước chúng ta. Nếu chúng ta chắc chắn 200 feet phía trước sẽ biểu lộ ngay sau đó, thì 200 feet phía trước sẽ mở ra ngay sau đó. Cuộc sống của bạn sẽ luôn rộng mở. Và điều đó sẽ dần dần giúp bạn tới đích. Bất cứ điều gì bạn thực sự muốn. Bởi vì bạn muốn. Có một điều mà người ta thường băn khoăn là điều này mất bao nhiêu lâu? Bao lâu sẽ có được ô tô, có được mối quan hệ, có tiền, hay bất cứ điều gì xảy ra? Thực ra tôi không có quyển sách nào có quy luật nói rằng điều đó bạn sẽ mất 30 phút, hay 3 ngày, hay là 30 ngày. Tôi nghĩ vấn đề của bạn là ở đúng hướng với vũ trụ. Những kích thước không có gì với vũ trụ, trên cấp độ của khoa học, hay vài điều mà chúng ta có thể xem xét trên phương diện rộng, tới vài điều mà chúng ta xem xét trên phương diện nhỏ. Vũ trụ làm mọi thứ và đều bắt đầu với sự nỗ lực từ con số 0. Cỏ không gắng sức để mọc, thật vô ích. Đó là tất cả sự trỗi dậy về những điều chúng ta đặt ở nơi đang nói. Đây là một điều lớn, nó có thể mất thời gian. Đây là một điều nhỏ, tôi sẽ mất một giờ. Bạn biết đấy, những quy luật mà chúng ta chỉ ra rõ thì không có quy luật nào theo như vũ trụ. Nếu bạn có được cảm nhận là bạn đang có nó, thì nó sẽ tương thích cho bạn. Một số người với những thứ nhỏ thì sẽ có thời gian dễ dàng hơn. Nên thỉnh thoảng chúng ta nói, chúng ta sẽ bắt đầu từ những thứ nhỏ như một tách cà phê. Hãy chú ý tới tách cà phê của bạn ngày hôm nay. Hãy giữ hình ảnh đang nói chuyện với một người bạn cũ mà bạn không nhìn thấy trong một thời gian dài. Và có thể ai đó sẽ nói chuyện về người đó với bạn. Người đó sẽ gọi điện cho bạn. Hay là bạn sẽ nhận được bức thư từ anh ta. Mọi người thường ngạc nhiên khi tôi xếp hàng trong những bãi đỗ xe. Và tôi đã làm ngay điều này khi tôi lần đầu tiên hiểu được bí mật. Tôi mở rộng tầm nhìn của mình về không gian của bãi đỗ xe nơi tôi mong muốn. Và 95% thời gian ở đó là dành cho tôi. Và tôi chỉ kéo thẳng tiến về phía trước. 5% thời gian tôi phải đợi 1 hay 2 phút. Và người sẽ kéo ra, còn tôi sẽ kéo vào. Bởi vậy, tôi làm điều đó suốt thời gian. Rất nhiều người cảm thấy bị tắc, hay bị cùm ép, hay bị hạn chế bởi tình cảm hiện tại của họ. Và tôi đang cố gắng chỉ ra, hay bất cứ hoàn cảnh nào của bạn ngay bây giờ, đó chỉ là hoàn cảnh hiện tại của bạn. Và sự thật hiện tại sẽ bắt đầu thay đổi như kết quả của sự xem xét vấn đề này, và đang bắt đầu sử dụng bí mật. Nhưng thỉnh thoảng có cảm giác như bạn cũng đang bị bế tắc, bởi vì bạn lại tiếp tục có những suy nghĩ giống như cũ, và bạn lại tiếp tục gặp phải những kết quả như cũ. Và lý do là bởi vì hầu hết mọi người đưa ra những suy nghĩ của mình tương ứng với điều họ làm theo. Bạn thấy đấy, bạn chỉ đang nhìn về những điều mà bạn đang nghĩ. Và khi bạn nghĩ về điều đó, quy luật hấp dẫn sẽ đưa cho bạn nhiều hơn. Và sau đó, bạn chỉ tuân theo điều đó. Sau đó, bạn chỉ nghĩ về nó. Quy luật hấp dẫn sẽ mang tới cho bạn nhiều điều hơn về điều đó. Và sau đó, nếu bạn chỉ tuân theo những điều, chúng ta sẽ vượt qua điều này chứ. Bạn phải tìm ra một con đường mà bạn đang đi tới nó. Đi tới một điểm thuận lợi khác. Hầu hết mọi người đều nhìn hoàn cảnh hiện tại của họ và nói, đó là tôi. Đó không phải là bạn. Cũng có thể là người bạn đã từng là trong quá khứ. Bạn thấy hồi đó, khi bạn nhìn hoàn cảnh hiện tại của bạn ngay bây giờ, hãy nói, vì thế, và bạn không có nhiều tiền ở trong ngân hàng, hay bạn không có mối quan hệ nào mà bạn muốn, hay là sức khỏe và tình trạng của bạn không được sung sức như thường lệ,
Đó không phải là bạn. Đó là những suy nghĩ và hành động còn lại của bạn. Nếu bạn đang sống trong những điều còn sót lại của suy nghĩ và hành động trong quá khứ, khi bạn nhìn hoàn cảnh trong tình trạng hiện tại của bạn và chỉ rõ cho bạn rằng sau đó bạn kết tội bạn để không có gì hơn những thứ tương tự trong tương lai, điều mà bạn có thể làm ngay bây giờ có phải sẽ biến đổi trong cuộc sống xung quanh bạn hay không? Hãy bắt đầu liệt kê danh sách những điều cần biết ơn. Hãy bắt đầu ngay từ điều đó, bởi vì chính điều này sẽ tạo thêm cho bạn sức mạnh. Nó sẽ nâng tầm suy nghĩ của bạn. Trước khi thực hành bài tập này, có thể bạn sẽ tập trung vào cái mà bạn không có, và có lẽ bạn tập trung vào những điều than phiền của bạn, và có thể bạn tập trung vào vấn đề là gì. Khi bạn bắt đầu làm bài tập này, bạn bắt đầu đi theo hướng khác. Bạn bắt đầu cảm kích về tất cả những thứ làm bạn cảm thấy tốt lành. Lòng biết ơn thực sự là cách mang đến nhiều hơn cho cuộc đời bạn. Bất cứ một người đàn ông nào đều biết rằng khi người vợ cảm ơn anh ta về những việc anh ta làm, và anh ta sẽ muốn cái gì? Anh ta sẽ muốn làm nhiều điều hơn cho người vợ của mình. Đó luôn luôn là lòng biết ơn. Nó thu hút sự giúp đỡ, động viên. Tôi đã nói rất nhiều năm qua rằng bất cứ những gì chúng ta nghĩ đến và cảm ơn về điều đó thì chúng ta sẽ có điều đó. Bởi đó là cái cảm giác mà bạn phải có, bạn biết không? Đối với tôi, nó gần như là một bài tập mạnh mẽ vào mỗi buổi sáng, thức dậy và nói cảm ơn, và sau đó bắt đầu nghĩ tới những điều mà tôi cảm thấy biết ơn. Ngay cả khi tôi đánh răng và làm các công việc buổi sáng, và tôi không chỉ nghĩ về những điều quen thuộc thường ngày, mà tôi thực sự cảm thấy được sự biết ơn. Chỉ khi bạn bắt đầu cảm nhận sự khác biệt về những thứ mà bạn có, bạn sẽ bắt đầu để hút mọi thứ tốt đẹp. Những thứ tốt đẹp mà bạn có thể có và biết ơn nó. Bởi vì nếu bạn nhìn quanh và nói, ồ, hãy nhìn xem, tôi không có chiếc xe mà tôi muốn có, tôi không có ngôi nhà mà tôi muốn có, tôi không có sự thịnh vượng mà tôi muốn có, tôi không có một nửa cuộc đời mà tôi muốn có. Phải dự trữ. Đó là tất cả những thứ mà bạn không muốn. Hãy tập trung vào những cái mà bạn thực sự có và biết ơn về những thứ đó. Và nó có thể chỉ là bạn có con mắt để nhìn nó. Điều đó có thể là quần áo mà bạn mặc. Vâng, bạn phải thích một cái gì đó hơn. Bạn phải nhanh chóng đạt được một cái gì đó. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy biết ơn tất cả những gì bạn có, thì tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đi qua những thời điểm chúng ta nói rằng, ồ bạn tôi, mọi thứ đều không đi theo đúng hướng, hoặc mọi thứ đang trở nên tồi tệ, và đang có một vài vấn đề gì đó xảy ra trong nhà tôi. Và tôi đã thấy một hòn đá, và tôi chỉ ngồi vào đó, giữ viên đá. Bạn có thể thấy tôi mang viên đá đi hàng ngày. Tôi tìm thấy một viên đá, tôi bỏ nó vào trong túi mình. Và tôi nói, bạn biết đấy, mỗi lần tôi chạm vào viên đá này, tôi sẽ nghĩ tới một điều gì đó, và tôi cảm thấy biết ơn. Và thế là mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, tôi lấy viên đá ra khỏi tủ để quần áo, và để nó trong túi của mình. Và tôi lần lượt suy nghĩ về những thứ mà tôi cảm thấy biết ơn. Còn buổi tối, bạn sẽ làm gì? Bạn bỏ viên đá khỏi túi, và lại cứ như thế. Và tôi đã có một số kỷ niệm gắn liền với viên đá. Tôi đã có một số kỷ niệm thật tuyệt vời. Tôi quen một người bạn ở Nam Phi. Anh ấy thấy tôi đánh rơi viên đá. Anh hỏi, đây là cái gì? Tôi giải thích về viên đá cho anh. Và chúng tôi bắt đầu gọi nó là viên đá biết ơn. 2 tuần sau, tôi nhận được một email của ông ấy từ Nam Phi. Ông ấy viết, con trai của tôi sắp chết vì một căn bệnh hiếm. Đó là một loại bệnh về gan. Ông hỏi, bạn sẽ gửi cho tôi 3 viên đá biết ơn chứ? Viên đá tôi tìm thấy ngoài đường, bạn đã biết. Xong tôi trả lời, chắc chắn rồi. Tôi có thể đảm bảo rằng các viên đá đã rất đặc biệt. Và tôi đi đến dòng suối, quan sát và nhặt những viên đá thực sự, rồi gửi chúng cho ông ấy. 4 hoặc 5 tháng sau, tôi nhận được một email từ ông ta. Ông nói rằng, con trai tôi đã khá hơn, bây giờ nó đang hồi phục. Và ông ấy còn nói, anh cần biết vài điều. Chúng tôi đã bán hàng nghìn hòn đá với giá $10 một viên. Những viên đá biết ơn, và chúng tôi đã làm từ thiện tất cả số tiền này. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Chính vì thế, thái độ rất quan trọng. Trong khi tỏ lòng biết ơn, một điều mà tôi đề nghị bạn nên làm ngay bây giờ để xoay chuyển cuộc sống của bạn, và điều này thực sự rất to lớn mà tôi không thể tìm được từ ngữ để mô tả, chỉ cách làm thế nào sức mạnh này có thể giúp cho các bạn. Tôi đã hình dung quá trình từ chương trình Apollo và tiến hành nó vào thập niên 80-90. Trong chương trình Olympic, nó đã được gọi là Vision, Motto, Rehearsion. Đầu tiên khi bạn tưởng tượng, sau đó bạn cụ thể hóa. Và điều thú vị về tâm thức là chúng tôi chọn các vận động viên Olympic, rồi sau đó gài vào họ các thiết bị tinh vi phản hồi. Sau đó, họ hình dung các sự kiện đã xảy ra chỉ trong tâm thức của họ, kinh ngạc đến không tin nổi, cũng như khi các cơ bắp vận động và đốt cháy quá trình khi hình dung các sự kiện trong tâm thức của họ. Giống như là khi sự kiện đang xảy ra và được theo dõi, điều này có thể là như thế nào? Bởi vì tâm thức không thể phân biệt bạn đang thực sự làm điều đó, hay bạn chỉ đang luyện tập trong suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng điều bạn có trong tâm thức, bạn cũng có trong cơ thể khi bạn đang tưởng tượng, khi bạn có hình ảnh đang nhảy nhót trong tâm trí của bạn. Luôn luôn và chỉ dừng lại ở kết quả cuối cùng. Đây là một ví dụ. Nhìn lại vào bàn tay của bạn ngay bây giờ, một cách thực sự, hãy nhìn vào đôi bàn tay của bạn. Màu sắc của làn da, các đốm tàn nhang, các mạch máu, những chiếc nhẫn, móng tay giả, tất cả các chi tiết chính xác trước khi bạn nhắm mắt lại. Và sau đó nhìn đến bàn tay bạn, móng tay bạn, và nó đang nắm lấy một chiếc vô lăng của chiếc xe hơi mới mà bạn sở hữu. Đây là một kinh nghiệm bằng hình ảnh. Do vậy, nó thực tế trong thời điểm này. Bạn thậm chí không cảm thấy bạn cần có xe hơi, bởi vì bạn cảm thấy như bạn đã có nó. Đó là cảm giác đã thực sự tạo nên sự hấp dẫn. Không chỉ là hình ảnh của suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng, với rất nhiều người, họ nghĩ, ồ, nếu tôi suy nghĩ một cách tích cực, hoặc tưởng tượng về những thứ mà tôi muốn, rằng thế là sẽ có đủ. Nhưng nếu bạn đang làm vậy và vẫn không cảm thấy giàu có, điều đó không quan trọng. Để cho tâm trí tôi thực sự tạo ra sức mạnh của sự hấp dẫn, đây là nơi bí mật thực sự chuyển vào hành động. Bạn đặt mình vào phần cảm xúc, cảm giác đang ở trong xe. Đừng có mà ô, tôi mong tôi có thể có chiếc xe, hoặc một ngày nào đó tôi sẽ có chiếc xe. Bởi vì cảm xúc về việc đó đi liền với thực hiện điều đó. Thực sự nó không phải chỉ trong một giờ là được, không phải sẽ đạt được trong tương lai. Nếu bạn duy trì cảm xúc, điều mong muốn luôn trở thành hiện thực trong tương lai. Hãy cảm nhận niềm vui, cảm nhận sự hạnh phúc. Chẳng cần quan tâm xem mình trông ngốc nghếch khi đang ở trong phòng tối và im ắng, tự nhiên gào lên, cứ làm thế đi. Nhiều người sẽ nói rằng, cố lên. À mà tôi có phải cố không nhỉ? Có tệ không khi bạn muốn thay đổi? Khi đó, cảm xúc và sự nhìn nhận của bản thân sẽ mở ra cánh cửa. Qua đó, sức mạnh của vũ trụ bắt đầu linh ứng. Việc của chúng ta không phải là chỉ ra bằng cách nào vượt ra ngoài sự cam kết, niềm tin và những điều mang cho bạn. Bằng cách nào là chức năng của vũ trụ. Vũ trụ luôn biết cách ngắn nhất, nhanh nhất, tốc độ nhất và hài hòa nhất kết nối bạn và những giấc mơ. Nhưng nếu bạn cứ thay đổi thông điệp đến vũ trụ, bạn sẽ rất ngạc nhiên và trố hết mắt bởi những điều được đem đến cho bạn. Đây là lúc phép thuật và nhiệm màu xảy ra. Tôi có thể nói rằng bạn sẽ làm điều này gần như hàng ngày, nhưng tôi sẽ không chấp nhận. Điều này chẳng bao giờ là việc vặt cả. Điều quan trọng được gạch chân nhé của toàn bộ bí mật này là cảm giác tuyệt vời trong tâm trí. Bạn sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ trong toàn bộ quá trình. Bạn sẽ cảm thấy tự tôn, vui vẻ. Sự khác biệt duy nhất giữa những người thực sự sống theo cách này và những người không sống với sự diệu kỳ của cuộc sống, đó là những người sống trong sự diệu kỳ này biết thay đổi mình.
Họ có thói quen với quá trình đó và điều kỳ diệu đến với họ bất cứ nơi đâu họ đến. Bởi vì họ ghi nhớ nó và họ thực hiện nó mọi lúc, chứ không phải chỉ là một sự kiện một lần. Những người mà thực hiện điều này được một lúc và họ thực sự rất cừ. Và họ nói, bạn biết gì không, tôi đã tức giận, tôi nhìn thấy chương trình này và tôi đang thay đổi cuộc đời tôi. Thế nhưng bạn biết đấy, kết quả không thấy đâu. Và dưới lớp vỏ bề mặt, nó chỉ là đã sẵn sàng thay đổi thật sự chưa. Và một ai sẽ nhìn vào bề mặt kết quả và nói, cái thứ vớ vẩn này không hiệu quả. Và bạn biết gì không? Vũ trụ nói rằng, mong muốn của bạn là mệnh lệnh của tôi. Và kết quả đi xuống, nhận thức được luật của sự hấp dẫn. Tôi đã muốn thực sự áp dụng nó, nếu và bạn biết điều gì đã xảy ra. Và năm 1995, tôi bắt đầu tạo ra cái gọi là bảng tầm nhìn, thứ để tôi chọn những thứ mà tôi muốn giành được, hoặc những thứ mà tôi muốn thu hút, như xe hơi, hoặc một cái đồng hồ, hoặc người đồng cảm. Và tôi đặt bức tranh của những thứ tôi muốn vào cái bảng tầm nhìn. Và hàng ngày tôi sẽ ngồi trong văn phòng, và tôi sẽ nhìn vào cái bảng. Bắt đầu tưởng tượng rằng thực sự trong trạng thái sở hữu nó. Tôi đã sẵn sàng để chuyển đi, nên chúng tôi cho tất cả đồ đạc vào các hộp trong kho. Và tôi đã thực hiện 3 cuộc chuyển nhà trong vòng 5 năm. Và cuối cùng tôi dừng lại ở California, mua căn nhà này, sửa chữa lại trong 1 năm. Và sau đó có mọi thứ mang theo từ căn nhà cũ 5 năm trước. Một buổi sáng lúc 7:30, con trai tôi bước vào phòng làm việc của tôi và một trong những chiếc hộp đã được dán kín 5 năm qua nằm bên phải bậc cửa. Con trai tôi, Kenan, ngồi lên và đá vào hộp. Tôi nói, con trai, con có thể dừng lại được không? Cha đang làm việc. Và con trai tôi hỏi, trong những cái hộp này là cái gì hả cha? Tôi nói, đó là những bảng mơ ước của cha. Đó là chỗ cha treo tất cả mục tiêu của cha lên, cha cắt chúng ra và dán nó lên, những thứ cha muốn đạt được trong đời. Tất nhiên, một đứa bé 5 tuổi rưỡi thì không thể hiểu được điều tôi nói. Nên tôi tiếp tục, để cha chỉ cho con thấy, rất dễ dàng để làm điều đó. Tôi mở chiếc hộp và kéo bảng mơ ước ra ngoài. Có một bức ảnh ngôi nhà, chính là ngôi nhà tôi hình dung từ 5 năm trước. Và nó làm tôi bị sốc. Chúng tôi đang sống trong chính căn nhà đó. Không một căn nhà nào giống nó. Tôi đã mua ngôi nhà mơ ước của mình, sửa chữa và thậm chí không biết điều đó. Tại sao cha khóc? Con yêu, cuối cùng cha đã hiểu luật hấp dẫn làm việc như thế nào. Cuối cùng cha đã hiểu sức mạnh của sự tưởng tượng. Cuối cùng cha đã hiểu tất cả những thứ cha từng đọc, những việc cha từng làm, toàn bộ cuộc đời cha, cách mà cha xây dựng công ty, làm việc cho ta thật tốt, và mua ngôi nhà ước mơ, thậm chí không biết điều đó. Quyết định thứ bạn muốn. Tin rằng bạn có thể có nó. Tin rằng bạn xứng đáng với nó. Tin rằng bạn có khả năng. Và nhắm mắt lại mỗi ngày vài phút và hình dung ra thứ bạn thực sự mong muốn và cảm nhận ra rằng bạn đang sở hữu chúng. Mở mắt ra, tập trung vào những thứ bạn đang có với sự biết ơn, yêu thích. Sau đó bắt đầu ngày mới và nhường việc cho vũ trụ. Tin rằng vũ trụ sẽ biết cách thể hiện. Bạn biết đấy, bí mật đã làm tôi thay đổi một cách rõ ràng. Vì tôi lớn lên trong một gia đình có bố là một người rất bi quan. Ông ấy nghĩ rằng người giàu là những người bóc lột người khác. Ông ấy nghĩ rằng bất cứ ai có tiền đều đã từng lừa dối một người nào đó. Chính vì thế tôi lớn lên với rất nhiều nỗi ám ảnh về tiền. Rằng nếu tôi có tiền thì tiền sẽ làm cho tôi trở nên xấu xa. Rằng chỉ có những người xấu mới có tiền. Và rằng tiền không rơi từ trên trời xuống được. Đó chính là một vấn đề lớn.
Mày nghĩ tao là ai, Rockefeller? Đây là một cụm từ ưa thích của ông ấy. Chính vì thế tôi đã thực sự lớn lên với niềm tin rằng cuộc sống thật khó khăn, rằng cuộc sống rất vất vả, rằng bạn phải vật lộn với cuộc sống này. Và điều đó chỉ đến với tôi khi tôi gặp Playman Stone. Nó đã thực sự làm thay đổi cuộc đời tôi. Khi tôi làm việc với Stone, ông ấy đã nói với tôi rằng tôi muốn bạn đặt ra một mục tiêu lớn đến mức mà bạn không biết bạn có thể đạt được nó hay không. Điều đó sẽ luôn ở trong tâm trí của bạn. Và bạn sẽ biết đó chính là lý do duy nhất mà tôi đã nghĩ về bạn, rằng bạn có thể đạt được mục tiêu này. Bạn biết không, vào lúc đó tôi kiếm được khoảng $8,000 một năm. Và vì một vài lý do nào đấy mà tôi đã muốn rằng số tiền mà tôi kiếm được phải là một con số cụ thể. Chính vì thế, tôi muốn mình phải kiếm ra $100,000 một năm. Và lúc đó, tôi cũng chưa hề có một ý tưởng nào để có thể kiếm ra số tiền đó. Tôi thấy không khả thi, không chiến lược. Nhưng tôi chỉ nói rằng, tôi tuyên bố tôi sẽ đạt được điều đó. Tôi lên kế hoạch hành động để điều đó thành sự thực và đạt được điều đó. Và tôi đã làm thế. Và một trong những thứ mà anh ấy khuyên tôi làm là hàng ngày bạn phải để mục tiêu đó hiện hữu trước mắt bạn, để bạn có thể tưởng tượng ra thành quả khi bạn đạt được, để rồi phải biến nó thành hiện thực. Và cuối cùng thì tôi cũng có được tờ bạc trị giá $100,000, và tôi đã dán nó lên trần nhà. Như thế có nghĩa là mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy thì đó là cái đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi nhìn lên trần nhà và đồng tiền thì ở đó. Nó nhắc nhở tôi rằng đây là mục tiêu của tôi. Sau đó tôi nhắm mắt lại. Tôi tưởng tượng rằng tôi đang có đồng $100,000 này. Với cách sống của bạn, và thật kỳ lạ, không có gì nhiều xảy ra trong 30 ngày ấy. Tôi đã không có một ý tưởng đột phá nào, và cũng không có ai cho tôi nhiều tiền. Và tất cả những điều bất ngờ ấy, khi tôi đang ở trong buồng tắm và chỉ có 4 tuần để làm điều đó, và tôi đã có ý tưởng cho $100,000 bất chợt xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đã có một cuốn sách mà trước đây tôi đã viết, và tôi nói liệu mình có thể bán 400,000 bản trong mỗi tuần không. Đó chính là $100,000. Bây giờ cuốn sách vẫn còn đây, vậy mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Và một trong những bí mật mà tôi nghĩ tới chính là cái này. Lúc đó thì tôi không biết phải làm thế nào. Tôi không biết phải làm sao để bán được 400,000 bản. Công việc này trước đây tôi chưa bao giờ làm cả. Sau đó tôi đã nhìn thấy National Enquirer ở siêu thị. Tôi đã nhìn thấy những khoảnh khắc của sự giàu sang. Đó chỉ là cái nền thôi. Và đột nhiên nó nhào đến với tôi như thể ngay sát bên cạnh tôi. Và tôi đã nghĩ thật tuyệt vời nếu các độc giả đều biết đến cuốn sách của mình. Dĩ nhiên, 400,000 sẽ nhào tới và tôi mua nó. Và 6 tuần sau đó, tôi đã có một cuộc nói chuyện tại trường Hunter ở New York. Có khoảng 6,000 giáo viên tham gia. Có một phụ nữ đã đến bên tôi vào cuối buổi. Và cô ấy nói rằng, buổi nói chuyện hôm nay thật là tuyệt vời, tôi rất thích được phỏng vấn anh. Xin cho tôi được gửi danh thiếp của tôi cho anh. Tôi đã nói, cô sẽ viết cho ai? Tôi là một người làm nghề tự do, nhưng tôi sẽ bán hầu hết những tác phẩm của tôi cho National Enquirer. Bạn biết, đã có một phần chủ đề này từ Twilight Zone đi ra từ trong đầu tôi. Thật tuyệt, công cụ này thực sự làm việc. Vì vậy, các bài báo ra và các cuốn sách về bán hàng của chúng tôi bắt đầu được thán phục. Nhưng điểm mà tôi muốn thực hiện là, tôi đã hấp dẫn vào cuộc sống của tôi những sự kiện khác nhau, bao gồm cả người này. Và nói một cách ngắn gọn, tôi đã không kiếm được $100,000 năm đó. Chúng tôi chỉ kiếm được có $92,327. Nhưng bạn có nghĩ rằng chúng tôi đã thất vọng và bỏ đi? Việc này không thể xảy ra được. Không, điều đó vẫn rất tuyệt. Nên vợ tôi nói với tôi rằng, nếu nó làm được $100,000, anh có nghĩ nó sẽ làm được $1,000,000 không? Và tôi trả lời, anh không biết. Anh cũng nghĩ vậy, thử làm nhé. Nhà xuất bản của tôi viết cho tôi một tấm séc là bản quyền của tác giả cuốn Chicken Soup for the Soul. Và ông ấy còn vẽ cả hình mặt trời và chữ ký nữa. Vì đó là tờ séc $1,000,000 đầu tiên ông ấy viết. Tôi biết từ kinh nghiệm của bản thân, bởi vì tôi muốn kiểm tra xem bí mật này thực sự làm việc hay không. Và khi thử thì nó hoàn toàn đúng.
Giờ đây tôi tận hưởng cuộc sống từng ngày. Tôi có thể tưởng tượng ra được rất nhiều người đang nhìn, đang nghĩ xem làm thế nào mà tôi hấp dẫn được nhiều tiền đến vậy. Làm thế nào mà tôi kiếm được nhiều đô la hơn nữa. Làm sao mà tôi có được sự thịnh vượng và thành công. Làm thế nào mà khi tôi yêu công việc của mình, có thể đối phó với khoản nợ thẻ tín dụng và nhận thức rằng có thể đó là giới hạn trần của số tiền có thể đến vì nó đến với tôi qua công việc. Làm thế nào mà tôi có thể kiếm được nhiều hơn. Hãy muốn như vậy trong suốt toàn bộ điều bí mật. Việc của bạn là tuyên bố những điều mà bạn muốn, giống như từ cuốn catalog của vũ trụ. Nếu tiền mặt là một trong những điều đó, hãy nói là bạn muốn có bao nhiêu. Tôi muốn có 25.000 đô la từ bất cứ một nguồn nào trong vòng 30 ngày. Để điều này có thể xảy ra được, nó phải đáng tin với bạn. Hầu hết mọi người đều có mục tiêu là thoát khỏi nợ nần, và điều này sẽ giữ bạn lại với đống nợ nần vĩnh viễn. Bất cứ thứ gì bạn nghĩ về nó, bạn sẽ hấp dẫn nó. Bạn nói rằng, nhưng đó là thoát khỏi nợ nần. Tôi không quan tâm là thoát khỏi hay ở lại. Nếu bạn luôn nghĩ về nợ nần, bạn sẽ hấp dẫn các khoản nợ. Hãy thiết lập một chương trình tự động để trả nợ và sau đó tập trung vào sự thịnh vượng. Nhiều lần mọi người nói với tôi, vậy tốt, tôi muốn nhân đôi thu nhập trong năm tới. Nhưng sau đó hãy nhìn vào những hành động của họ. Họ đã không làm những thứ để điều đó xảy ra. Và họ đi vòng vòng rồi nói, vậy đấy, tôi không thể có khả năng đó. Phỏng đoán những điều mà bạn muốn là lệnh của tôi. Khi bạn quan trọng hóa việc không đủ tiền, giống như bạn đang nói chuyện với bạn của bạn về việc không đủ tiền. Khi bạn thấy không hạnh phúc vì thiếu tiền, thực tế bạn đã hình thành bên trong tư tưởng của mình những điều rất khác với thứ bạn ham muốn. Và chính vì vậy, bạn không thể mơ ước nhiều có nhiều tiền, mà lại tập trung vào thiếu thốn. Khi tôi lần đầu tiên hiểu được điều bí mật, tôi đang nhận hóa đơn hàng ngày. Tôi nhận cả đống hóa đơn qua thư tín. Và tôi nghĩ rằng, làm thế nào để thay đổi những chuyện này? Theo luật hấp dẫn thì điều bạn tập trung sẽ mở rộng. Vì vậy, tôi nhận bản kê tài khoản, tôi đã xóa đi những con số và thay vào đó là những con số mới. Tôi ghi chính xác số tiền tôi muốn có trong tài khoản ngân hàng. Liệu chăng những điều tôi mường tượng sẽ đến thực sự theo thư tín? Và tôi mường tượng một khối lượng lớn séc sẽ tới trong thư tín. Chỉ có trong một tháng, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Ngày hôm nay, tôi nhận được séc qua mail. Tôi nhận được vài hóa đơn, nhưng sau đó tôi nhận được nhiều tiền hơn hóa đơn. Tôi lớn lên với tư tưởng phải làm việc cật lực để kiếm tiền. Do đó bây giờ, tôi thay thế với tư tưởng đồng tiền đến dễ dàng và đều đặn. Lúc đầu tôi cảm thấy như là tự lừa dối. Có thật không? Một phần trong bạn sẽ trả lời, đó là lừa bịp, việc đó khó khăn lắm. Tuy nhiên, việc này sẽ qua mau thôi. Khi sự giàu có đến với bạn, thì của cải đó chính là đến từ tâm thức của bạn. Tất cả là bởi bạn suy nghĩ thế nào. Khoảng 80% những bài huấn luyện của tôi với khách hàng về tâm lý, cách thức họ nghĩ về đồng tiền. Và tôi biết nhiều người khi nghe nói sẽ là, ồ, họ có thể làm được, nhưng tôi thì không. Tất cả mọi người đều có khả năng để thay đổi những quan hệ và tư duy bên trong của họ đối với tiền bạc. Tôi có biết rất nhiều người kiếm được những số tiền khổng lồ. Tuy nhiên, những mối quan hệ của họ rất tệ. Nói một cách khác, và đó không phải là giàu sang. Bạn biết đấy, bạn có thể có đồng tiền, nhưng điều đó không đảm bảo rằng bạn sẽ giàu có, thịnh vượng. Tôi không nói rằng tiền không phải là một phần của sự thịnh vượng. Tuy nhiên, thực sự nó chỉ là một phần. Và tôi cũng gặp nhiều người rất tin tưởng vào tâm linh. Tuy nhiên, họ luôn ốm yếu và khánh kiệt. Đó cũng không phải là sự thịnh vượng. Cuộc đời có nghĩa khi bạn giàu có ở tất cả phương diện. Rất nhiều người theo văn hóa Tây Âu đang nỗ lực để thành công. Họ muốn một ngôi nhà to hơn. Họ muốn công việc kinh doanh của họ phát triển. Họ muốn tất cả những thứ như vậy. Và một ngày, tôi đến nhà một anh chàng.
Anh ta là giám đốc về nghệ thuật của một hãng phim lớn. Và mỗi góc nhà của anh ta có một bức ảnh của một người phụ nữ. Một người phụ nữ khỏa thân với những dải lụa, kiểu thế này, hay nói thế này: tôi không xem hay nhìn bạn. Và tôi nói với anh ta: tôi nghĩ anh có vấn đề về chuyện tình cảm. Chị biết xem tướng à? Không, nhưng nhìn xem, ở 7 nơi trong nhà, anh đều có ảnh người phụ nữ kiểu đó. Nhưng tôi thích loại ảnh này, chính tôi đã vẽ những bức đó. Chính điều đó lại càng tồi tệ, tôi nói. Vì anh đã đặt toàn bộ tư duy và sự sáng tạo của anh vào đó. Đó là một anh chàng vô cùng đẹp trai và phong độ. Rất rất nhiều cô nàng vây quanh anh. Tuy nhiên bởi việc anh ta làm, nên anh ta có trục trặc về chuyện tình cảm. Tôi nói, vậy anh muốn gì? Tôi muốn hẹn với 3 cô gái một tuần. Được, hãy vẽ bức ảnh anh với 3 cô gái và đặt vào mỗi góc nhà. Sáu tháng sau, tôi gặp anh ở châu Âu. Tôi hỏi đời sống tình cảm của anh ra sao. Tuyệt cú mèo, họ gọi tôi, họ muốn hẹn hò tôi. Vì đó là điều anh mong muốn. Nhưng tôi có 3 cô một tuần. Tuyệt đấy. Nhưng giờ tôi muốn kết hôn, tôi muốn sự lãng mạn. Được thôi, hãy vẽ nó ra. Và anh ta đã vẽ một chuyện tình lãng mạn. Một năm sau, anh kết hôn, hạnh phúc vô bờ. Anh ta mong muốn điều đó nhiều năm rồi. Thế nhưng điều đó không xảy ra vì những mong ước không được hiện thực hóa. Bởi vì thế giới bên ngoài của anh ta luôn luôn trái ngược với mong muốn của anh. Do đó, bạn hiểu được những điều này nên bắt đầu thực hành nó. Về một mối quan hệ, quan trọng phải hiểu được trước hết là ai sẽ quan hệ với bạn. Tôi không đề cập đến những đối tác của bạn, mà chính là bạn. Bạn có thể mong muốn thành viên tham gia công ty của bạn sẽ như thế nào. Nếu bạn không yêu công ty của mình, theo luật hấp dẫn hay điều bí mật sẽ mang đến những điều đó đến cuộc đời bạn. Và bạn nhận được điều đó một cách chính xác, rõ ràng nhất. Sau đây là một câu hỏi tôi mong bạn xem xét. Bạn có đối xử với bản thân chính xác cách bạn mong mọi người đối xử với bạn không? Bạn trở thành một giải pháp cho chính mình. Đừng theo kiểu như: mày nợ tao, mày phải trả cho tao nhiều hơn nữa. Hãy thay thế bằng: cho bản thân bạn nhiều hơn nữa. Hãy dành nhiều thời gian cho bản thân nhiều hơn. Và bạn sẽ có cảm xúc rằng bản thân mình sẽ thoải mái, đầy đủ. Và bạn có thể chia sẻ những niềm vui với mọi người. Trong nhiều mối quan hệ, tôi mong muốn đối tác khen ngợi về vẻ đẹp của tôi. Tôi cần họ khen tôi đẹp, bởi vì tự tôi không cảm thấy rằng mình đẹp. Vì khi tôi còn nhỏ, thần tượng của tôi là thiên thần của Charlie hay những người phụ nữ hoàn hảo. Và tôi nghĩ rằng họ là những người đẹp tuyệt trần. Tất nhiên là chẳng ai trong số họ nhìn giống tôi. Tôi cứ như vậy cho tới khi tôi yêu bản thân mình, Lisa. Tôi ôm, hôn, tôi yêu mái tóc quăn và nước da màu cà phê tuyệt đẹp. Và thế là cả thế giới bắt đầu yêu Lisa. Có điều gì đó đẹp đẽ vô cùng về bạn. Tôi tự học trong 40 năm rằng tôi muốn hôn chính bản thân mình. Vì bạn yêu chính bản thân mình. Tôi không nói về sự tự phụ ở đây, mà về việc thực sự tôn trọng bản thân mình. Và cũng như bạn yêu bản thân, bạn sẽ yêu thương những người khác. Đôi khi có người nói với bạn rằng: mấy người làm cùng tôi tiêu cực lắm. Hay là thằng cha ở với tôi rất là bực mình. Hoặc là mấy đứa nhóc nhà tớ đáng lo quá. Chúng ta sẽ nói: bạn phải xem bản thân như phần tốt nhất của những người xung quanh bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn có một cuốn sổ tay và ghi lại những khía cạnh tích cực của những người xung quanh bạn. Có thể vài người bạn có nhiều trục trặc hoặc quan hệ không tốt, và trong tư duy của bạn sẽ ảnh hưởng chút nào đó. Khi bạn tập trung vào điều bạn muốn nhất, thì những người này sẽ trở thành gần giống như bạn. Và thậm chí bạn không thể tạo ra trong cuộc sống thật của họ nếu họ ở trong trạng thái hay thái độ không phù hợp với những điều bạn dành cho họ. Họ với bạn sẽ khác tần số. Luật hấp dẫn sẽ không đặt các bạn vào cùng một không gian. Tần số của các bạn không phù hợp. Nếu bạn biết tiềm năng của bạn tốt,
bạn sẽ không phải hỏi ai khác để đi. Do đó bạn cảm thấy tốt. Bạn giải phóng được bản thân khỏi một mớ những điều bất khả thi, rằng cần phải điều khiển thế giới, hay điều khiển những người bạn, hoặc điều khiển con cái bạn. Chẳng ai có thể nghĩ cho bạn, chẳng ai có thể làm được. Đó chỉ có thể là bạn, hoàn toàn bởi bạn. Thật quan trọng khi nhận ra rằng cuộc sống thực của ta chính là sản phẩm từ những suy nghĩ bên trong. Chúng ta bắt đầu hiểu được khoa học về y tế, rằng những suy nghĩ và cảm xúc tự nhiên thực tế quyết định cấu trúc, chức năng hay tính vật lý của cơ thể. Chúng ta biết đến một nghệ thuật chữa bệnh dùng tác động thuốc trấn an. Viên thuốc trấn an thực ra không có tác động hay ảnh hưởng gì đến cơ thể. Nó như là viên đường hay là một thứ gì đó. Nhưng bạn nói với bệnh nhân rằng thuốc trấn an đó có tác dụng chữa bệnh nào đó. Và điều xảy ra là thuốc trấn an đó thực sự là rất có tác dụng. Do vậy, họ phát hiện rằng tâm thức con người có vai trò thiết yếu nhất trong việc trị bệnh, đôi khi quan trọng hơn cả những loại thuốc y tế. Nếu ai đó trong tình trạng cơ thể bị ốm, họ sẽ có lựa chọn cố tìm kiếm điều gì trong tâm trí họ tạo ra bệnh tật, hoặc là sử dụng can thiệp của y tế. Tuy nhiên, nếu đó là tình huống bệnh tật có thể dẫn đến tử vong, thì rõ ràng can thiệp về y tế là khôn ngoan hơn là tìm kiếm xem tâm trí đang thế nào. Do vậy, bạn không muốn phủ nhận y khoa, mỗi dạng chữa bệnh thì có tác dụng riêng. Bạn biết đấy, sự hạnh phúc chỉ có một dòng chảy duy nhất, đó là dòng năng lượng tích cực trong lành. Và vũ trụ, tất cả chúng ta đều biết, rất giàu có năng lượng tích cực. Thế giới này dựa vào chính sự tích cực trong lành. Năng lượng tích cực đó có ở mọi nơi. Và khi dòng năng lượng đó tràn trề qua bạn, bạn sẽ thấy rất sung mãn, khỏe mạnh. Và sẽ thấy không tốt khi bạn thiếu thứ năng lượng đó. Chỉ có duy nhất một dòng chảy của sự hạnh phúc, khỏe mạnh, điều mà bạn có thể chấp nhận hoặc không. Và cảm xúc tuyệt diệu lúc này của bạn đang nói là bạn đang làm thế nào để chấp nhận hay giải phóng những kết nối này. Bạn biết những người bị bệnh nan y, vô phương cứu chữa, dừng suy nghĩ về từ bệnh tật. Đó là một dấu nối, nghĩa là cơ thể đó, cái trong trạng thái không thư giãn. Trong cuộc sống, bình thường, ta có hàng nghìn lời chẩn đoán hay các loại bệnh tật khác nhau. Chúng chỉ là một mối liên kết yếu ớt, chúng chỉ là kết quả của một điều, tình trạng căng thẳng. Khi bạn tháo stress khỏi mắt xích, bạn tháo stress khỏi hệ thống, và một mắt xích đã bị tháo đi. Các chức năng sinh lý tạo ra căn bệnh đó phản hồi lại và cho ta biết rằng ta đang bị mất cân bằng và ta đang không bình thường, không biết ơn. Do đó, cơ thể phát tín hiệu và những triệu chứng không phải cái gì tệ cho lắm. Câu hỏi mà thường được nhắc đến đó là khi một người có biểu hiện bệnh tật hoặc có điều gì đó không thoải mái trong cuộc đời họ, khi đó liệu sức mạnh của sự suy nghĩ đúng đắn sẽ xử lý được vấn đề đó không? Câu trả lời sẽ luôn là có. Vào 23 tháng 11, tôi bị chẩn đoán là ung thư vú. Tôi thực sự tin rằng, với niềm tin mãnh liệt, tôi sẽ khỏi bệnh. Suốt những ngày dài đó, tôi luôn nói lời biết ơn sự lành bệnh của mình. Và tôi cứ tiếp tục cảm ơn vì tôi đã lành bệnh.
Tự trong tim, tôi tin tưởng rằng mình sẽ lành bệnh. Tôi tự cho là mình chưa từng bị ung thư gì hết. Cách chữa bệnh duy nhất của tôi, đó là xem những bộ phim hài. Đó là tất cả những điều chúng tôi làm, cười và cười lớn. Chúng tôi không để bản thân bị stress một chút nào, vì tôi hiểu rằng stress là điều tệ hại nhất có thể khi bạn đang cố gắng để tự chữa bệnh. Từ lúc tôi bị chẩn đoán, đó là ngày 23 tháng 11, tôi hoàn toàn khỏi bệnh trong khoảng chừng 3 tháng, và tôi chẳng cần dùng tia xạ hay hóa chất gì hết. Chúng tôi theo một chương trình cơ bản gọi là tự chữa bệnh. Bạn bị thương, và nó cứ càng nặng. Bạn bị nhiễm trùng vi khuẩn, khi đó hệ thống miễn dịch hoạt động, xử lý những vi khuẩn, và bạn lành bệnh. Hệ thống miễn dịch được tạo ra để tự chữa bệnh. Bệnh tật không thể tồn tại trong cơ thể trong tình trạng tinh thần tốt đẹp. Cơ thể bạn tạo ra hàng triệu tế bào mỗi giây, và chúng lại tiếp tục tạo ra hàng triệu tế bào mới. Thực tế rõ ràng, nhiều phần của cơ thể bạn được thay thế mỗi ngày. Một vài phần thì vài tháng, phần khác thì một vài năm. Nhưng thực tế là trong vài năm, bạn có một cơ thể vật lý mới. Nếu bạn có bệnh tật, bạn đang tập trung vào nó, và bạn nói với người khác về nó. Bạn đang tạo ra thêm những tế bào bệnh tật. Hãy xem bản thân mình đang hoàn hảo với sức khỏe. Còn bệnh tật thì hãy để các bác sĩ xử lý. Có thể bạn sẽ thấy khác nhau giữa bị đau cơ ở hông và cảm thấy đau đớn về việc đó, hay là cảm thấy đau ở cơ hông của bạn và thấy đầy sự hy vọng về việc đó. Sự khác nhau giữa nỗi đau với sự hy vọng chính là sự khác nhau giữa sự lành bệnh hay là không. Tư tưởng càng vui vẻ hạnh phúc về bản chất sẽ dẫn đến một cơ thể khỏe mạnh, hạnh phúc hơn. Suy nghĩ tiêu cực, stress, sẽ làm hại một cách nghiêm trọng cơ thể và các chức năng của bộ não, bởi vì những tư tưởng, suy nghĩ, cảm xúc đó sẽ tiếp tục tập hợp lại, tổ chức và hình thành lại cơ thể mới của chúng ta. Hãy loại bỏ tất cả căng thẳng của cơ thể, và cơ thể sẽ lại hoạt động theo đúng cơ chế. Đó là cơ chế tự chữa bệnh. Tôi đã từng thấy trường hợp khôi phục lại chức năng thận. Tôi cũng từng thấy một người bệnh ung thư đã giảm bớt. Tôi đã thấy việc khôi phục lại thị lực, và thậm chí nó khôi phục hoàn toàn. Tôi luôn nói rằng nan y chỉ có nghĩa khi vô vọng từ bên trong bản thân thôi. Bạn có thể thay đổi chính cuộc đời mình. Chỉ có mình mới giúp được chính mình. Câu chuyện của tôi bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 năm 1981. Nó thực sự đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi. Ngày này, tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Tôi đã gặp tai nạn hàng không. Tôi được đưa vào bệnh viện, hoàn toàn bị liệt. Xương sống của tôi bị dập. Tôi đã gãy hai đốt thứ nhất, thứ hai, xương sống cổ. Phần sụn bị chấn thương. Tôi thậm chí còn không uống được nước. Cơ hoành của tôi cũng bị chấn thương. Tôi không thể thở được. Tất cả điều tôi có thể làm chỉ là nhắm mắt xuôi tay. Đến bác sĩ điều trị cũng nói rằng tôi sẽ sống cuộc đời thực vật. Tất cả điều tôi có thể làm là bất lực cho đến cuối cuộc đời. Đây là bức tranh mà người ta gán cho tôi. Nhưng chẳng có nghĩa lý gì khi đấy chỉ là những suy nghĩ của người khác. Chỉ một điều mà tôi nghĩ, tôi vẽ nên hình ảnh của mình là một người bình thường, đang rời khỏi bệnh viện. Điều duy nhất mà tôi làm là cộng tác với bệnh viện trong tâm trí. Và khi bạn đã kiểm soát tâm trí của bạn, bạn có thể đặt mọi thứ lại trật tự như cũ.
Tôi đã phải dùng đến máy thở nhân tạo, bởi người ta nói rằng tôi sẽ không thở bình thường được, vì cơ hoành của tôi bị hủy hoại. Nhưng có một tiếng nói nhỏ cứ dai dẳng trong tôi: thở đi, thở sâu vào. Cuối cùng tôi đã làm được. Các bác sĩ không thể giải thích được điều này. Bạn thấy không? Tôi có thể chọn không chấp nhận mọi điều trong tâm trí. Điều đó sẽ làm tôi sao lãng khỏi mục tiêu của tôi, hình tượng của tôi. Tôi đã đặt mục tiêu cho mình là ra khỏi bệnh viện vào dịp Giáng sinh. Tôi đã xuất viện trên chính hai đôi chân mình. Các bác sĩ đã nói điều đó chẳng thể xảy ra. Đấy là ngày mà tôi không bao giờ quên được. Cho những người đang ngồi ngoài kia bây giờ, đang xem chương trình này và cảm thấy bị tổn thương, điều tôi muốn kể nhất về cuộc sống của mình và chia sẻ với mọi người về cái mà họ có thể làm, tôi sẽ kết lại trong 6 từ thôi: bạn trở thành người bạn nghĩ. Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều người sống trong những điều kiện khác nhau. Họ quan sát, và khi họ thấy một điều tuyệt vời, và họ sẽ nói: chúng ta muốn nhiều hơn điều tốt đẹp, chúng ta cần tìm kiếm thêm. Chúng ta sẽ làm điều đó dùng thời gian, năng lực và tiền bạc. Nhưng khi họ quan sát và thấy những điều tệ hại mà họ không muốn, những điều khủng khiếp mà họ thật sự không muốn chúng, và thế là họ không muốn tìm hiểu thêm nữa, và họ nói: chúng ta phải làm điều gì đó để mà tránh xa mấy thứ tệ hại này. Nhưng họ không nhận ra rằng khi mà họ từ chối những điều không mong muốn, họ vô tình cung cấp sức mạnh cho nó. Trong thế giới chúng ta có đấu tranh chống đói nghèo, đấu tranh chống căn bệnh ung thư, đấu tranh chống lạm dụng trẻ em, đấu tranh chống khủng bố, đấu tranh chống nạn bạo hành, đấu tranh chống khủng bố. Chúng ta đã đề cập đến đấu tranh chống khủng bố đến 2 lần. Có điều tất cả cái gọi là đấu tranh này chỉ làm đổ thêm dầu vào lửa. Đơn giản bởi vì chúng ta không thể nói không, và thế là nó biến mất. Khi bạn hô lên rằng chống, luật của sự hấp dẫn vẫn đang làm việc. Lý do mà những điều mà bạn chống lại, phản đối là bởi bạn đang chống lại điều gì đó. Bạn tự nhủ: không, tôi không muốn điều đó, bởi điều đó làm tôi cảm thấy tệ hại. Tôi đang cảm thấy rất tệ hại. Và do đó, bạn đang làm tăng lên cảm xúc tệ hại đó lên. Cảm xúc: trời ạ, tôi cóc thích cái cảm giác tệ hại đó, nhưng nó vẫn còn trong bạn, nó lao bổ vào bạn. Bạn cũng biết đấy, chống chiến tranh dẫn đến càng nhiều cuộc chiến hơn. Chống nghiện hút thực sự đã tạo ra nhiều chất gây nghiện hơn, vì chúng ta đang tập trung vào điều chúng ta không muốn, nghiện hút. Mọi người sẽ nói: thế thì mình sẽ tập trung vào điều bên trên vấn đề đó. Thì đúng là như thế. Và chúng tôi nói thế cũng giống như bởi vì một vài người chú ý vào vấn đề mà họ không muốn đủ lâu để nó trở thành rõ ràng, tôi cũng nên làm thế. Như chúng tôi đã nói, chúng tôi không thực sự hiểu nguyên nhân. Mẹ Teresa đã rất sáng suốt. Bà nói: tôi không bao giờ quan tâm đến việc chạy đua chống chiến tranh. Nếu có cuộc chạy đua vì hòa bình, nhớ mời tôi nhé. Bạn biết không? Bà đã biết. Bà đã hiểu bí mật. Ý tôi là, hãy nhìn vào những điều bà đã cống hiến cho thế giới. Vì vậy, nếu bạn chống chiến tranh, hãy ủng hộ vì hòa bình. Nếu bạn đang chống đói nghèo, hãy ủng hộ mọi người có được nhiều hơn, đủ để ăn. Nếu bạn đặc biệt chống lại một chính trị gia nào đó, hãy ủng hộ đối thủ của ông ta. Thông thường những cuộc bầu cử bị bóp méo theo ý của người mà mọi người thực sự chống lại, bởi vì ông ta đang có được tất cả năng lượng và sự tập trung. Hãy tập trung vào thứ mà bạn muốn, và đừng tập trung vào điều mà bạn không muốn. Tốt nhất, đừng chú ý đến điều mà bạn không mong muốn,
bởi vì nó đem đến cho bạn kết quả ngược lại. Và hãy nói, đây là điều mà tôi muốn. Nhưng thực tế là bạn nói nhiều hơn về những điều mà bạn không muốn, hoặc bạn miêu tả nó tồi tệ như thế nào. Lúc nào cũng nói về nó, rồi sau đó lại nói rằng nó thật là tồi tệ. Bạn đang tạo ra nhiều hơn thế. Bạn biết không, nhiều lần mọi người nói với tôi, James à, lẽ ra tôi phải được biết về điều đó. Có thể bạn đã biết về nó, nhưng bạn không thực sự hiểu hoàn toàn về nó. Hãy học đến khi bạn hiểu. Hãy hướng sự chú ý của bạn ra khỏi những điều mà bạn không muốn và tất cả những cảm xúc vây quanh điều đó vào một nơi mà có sự chú ý về những điều mà bạn muốn trải nghiệm. Tôi luôn luôn lên tiếng bằng lời nói và sự nhìn nhận từ bên trong để trở nên sâu sắc, rõ ràng và ý nghĩa hơn. Sau đó xem xét quan điểm từ bên ngoài. Bạn đã kiểm soát được cuộc sống của bạn. Bạn không ở đây để cố gắng thay đổi trở nên những điều mà bạn không muốn. Bạn ở đây để tạo ra cái thế giới xung quanh mà bạn lựa chọn. Trong khi bạn cho phép người khác lựa chọn thế giới như họ muốn, cũng như là tồn tại. Một trong những câu hỏi mà tôi đưa ra trong phần lớn thời gian và chắc chắn đang ở trong đầu ai đó ngay bây giờ. Nếu nó không ở trong đầu bạn, và đó là một ý tưởng rằng nếu mọi người sử dụng điều bí mật và họ đều đối đãi với vũ trụ như một danh mục, vậy chúng ta không định thoát ra khỏi điều ngớ ngẩn đó ư? Mọi người sẽ không chỉ thoát ra khỏi điều đó mà còn đập tan ranh giới, phải không? Điều gì tốt đẹp về sự dạy bảo của các bí mật tuyệt vời là có nhiều hơn, đủ đến tất cả mọi người. Có một niềm tin sai lầm hành động giống như virus trong tâm trí của loài người, và niềm tin sai lầm đó là không có đủ điều tốt đẹp cho mọi nơi, thiếu thốn, có giới hạn và không đủ. Niềm tin sai lầm đó khiến cho mọi người sống trong sự sợ hãi, tham lam và keo kiệt, và họ suy nghĩ trong sự sợ hãi, tham lam, bủn xỉn và thiếu thốn đó. Chúng trở thành kinh nghiệm của họ, và thế giới sẽ trở nên một cơn ác mộng đầy cay đắng. Bây giờ, sự thật là có đủ nhiều sự tốt đẹp ở mọi nơi. Có nhiều hơn những ý tưởng sáng tạo. Có đủ nhiều sức mạnh. Có đủ nhiều tình yêu. Có đủ nhiều niềm vui. Tất cả những điều này hình thành từ tâm trí. Đó là nhận thức vô tận của tự nhiên. Tất cả những giáo viên tuyệt vời, những người đã đi qua cả hành tinh và nói lại với chúng ta rằng cuộc sống thật là phong phú. Và như vậy, chỉ khi chúng ta nghĩ rằng nguồn tài nguyên đang nhỏ lại, chúng ta tìm kiếm những nguồn tài nguyên mới để đạt được cùng một điều. Và như vậy, mặc dù chúng ta nói chúng ta thiếu vì chúng ta không mở rộng tầm nhìn và quan sát tất cả những thứ xung quanh chúng ta. Bạn biết, khi tất cả mọi người bắt đầu sống bằng trái tim và đi cho điều mà họ muốn, họ không cho đi những điều giống nhau. Đó là sự tốt đẹp của điều này. Chúng ta không muốn tất cả các xe BMW. Chúng ta không muốn tất cả mọi người giống nhau. Chúng ta không muốn tất cả những kinh nghiệm giống nhau. Chúng ta không muốn tất cả y phục giống nhau. Chúng ta không muốn lấp đầy tất cả các khoảng trống có đủ cho tất cả mọi người. And when you see those things that you're not wanting in your experience, do not talk about them. Don't write about. Nếu bạn tin vào điều đó, nếu bạn có thể nhìn thấy nó, nếu bạn hành động bắt nguồn từ đó, nó sẽ hiển thị cho bạn. Đó là sự thật. From the things that you do not want, while you give your undivided attention to the things that you do want. Vì vậy, hãy để sự đa dạng trong thực tế của chính bạn chiêm nghiệm bạn, như bạn có thể lựa chọn từ giữa những điều mà bạn mong muốn, khi mà bạn thấy những điều mà bạn muốn trong kinh nghiệm của bạn. Hãy nghĩ về nó, tìm kiếm cảm giác nơi bên trong, nói về nó và viết nó ra. Vì vậy, hãy để sự đa dạng trong thực tế của chính bạn chiêm nghiệm bạn,
như bạn có thể lựa chọn từ giữa những điều mà bạn đang muốn. Và khi mà bạn nhìn thấy những điều mà bạn muốn trong kinh nghiệm của bạn, hãy nghĩ về nó, tìm kiếm cảm giác nơi bên trong, nói về nó và viết nó ra, viết thật nhiều về nó, làm nó trở thành của bạn bằng cách tạo ra một thực tế phù hợp với nó. Và khi mà bạn nhìn thấy những điều mà bạn không muốn trong kinh nghiệm của bạn, đừng nói gì về điều đó, cũng đừng viết về nó, đừng nhập vào sự lo lắng về nó, đừng đẩy mạnh việc chống lại nó, tốt nhất là bỏ qua chúng. Xóa bỏ sự chú ý của bạn đến những điều mà bạn không muốn. Tất cả mọi thứ được thực hiện một cách chính xác cùng một điều, cho dù đó là tay bạn hay là đại dương bao la, hoặc đó là một ngôi sao. Tất cả mọi thứ là năng lượng, để tôi giúp bạn rằng chỉ cần một chút ít. Có tiến trình của vũ trụ, thiên hà của chúng ta và hành tinh của chúng ta. Sau đó các cá nhân, và sau đó bên trong của điều này, một cơ thể, hệ thống của chúng tôi, và sau đó các tế bào, và sau đó các phân tử, và sau đó các nguyên tử, và trong đó có năng lượng. Như vậy có rất nhiều cấp độ để nói về một điều gì đó. Như mọi thứ trong vũ trụ là năng lượng. Tôi không quan tâm bạn đang sống ở thành phố nào. Bạn có đủ sức mạnh trong cơ thể bạn, năng lượng tiềm ẩn để chiếu sáng cả thành phố trong gần một tuần. Hầu hết mọi người tự trói mình trong cơ thể giới hạn này. Nhưng bạn không phải là một cơ thể giới hạn. Thậm chí dưới kính hiển vi, đó là cả một nguồn năng lượng lớn. Những gì chúng ta biết về năng lượng là thế này. Bạn đến gặp một nhà vật lý lượng tử và bạn hỏi, cái gì tạo nên thế giới? Và câu trả lời là năng lượng. Miêu tả tốt về năng lượng, nó không bao giờ được tạo ra hay mất đi. Nó đã luôn tồn tại, vẫn luôn tồn tại, mọi thứ cùng tồn tại, luôn tồn tại. Nó chỉ chuyển hóa vào thông qua một từ, dạng ok, thật tuyệt. Bạn đến gặp một nhà thần học và hỏi, cái gì tạo nên vũ trụ? Câu trả lời là, vũ trụ trời. Ok, vậy hãy mô tả về vũ trụ trời. Là người luôn tồn tại, không bao giờ được sinh ra hay mất đi. Tất cả vẫn ở đó, luôn như thế. Luôn chuyển thành một dạng, qua một dạng, và biến mất khỏi một dạng. Bạn thấy đấy, cùng một miêu tả, chỉ khác về cách gọi mà thôi. Và bởi vậy, nếu bạn nghĩ bạn là một bộ quần áo đầy thịt chạy loanh quanh, hãy nghĩ lại. Bạn là linh hồn. Bạn là một trường năng lượng hoạt động trong một trường năng lượng lớn. Tất cả chúng ta kết nối với nhau. Chúng ta chỉ không nhìn thấy nó. Không có ngoài kia hay trong đây. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều kết nối. Nó chỉ là một trường năng lượng. Bạn ở đây trong những cơ thể tuyệt vời này. Nhưng cơ thể đã làm bạn quên phần quan trọng nhất. Từ cái bạn thực sự là, bạn là nguồn năng lượng. Bạn là sự sống bất diệt. Bạn là sức mạnh của vũ trụ trời. Bạn là người mà bạn gọi là vũ trụ. Theo Kinh Thánh, chúng ta có thể nói, chúng ta là hình ảnh và ánh sáng của vũ trụ. Chúng ta có thể nói rằng, chúng ta là một cách khác mà vũ trụ nhận thức về chính nó. Chúng ta có thể nói rằng, chúng ta là một trường vô hạn của những tiềm năng được bộc lộ. Tất cả điều đó là sự thực. Một tín ngưỡng đã nói với bạn, rằng bạn được tạo ra trong hình ảnh và ánh sáng của đấng sáng tạo. Có nghĩa là bạn có khả năng và sức mạnh để tạo ra thế giới của bạn. Và bạn là. Và có lẽ bạn đã và đang tạo ra những thứ tuyệt vời và giá trị với bạn. Và có lẽ bạn đã không. Câu hỏi tôi muốn bạn xem xét là, những kết quả bạn có trong cuộc sống của bạn, có đúng là những gì bạn thực sự mong muốn và xứng đáng với bạn không? Nếu nó không có giá trị với bạn, thì giờ có phải là thời điểm thay đổi nó không? Bởi vì bạn có sức mạnh để làm điều đó. Bạn hãy biết rằng, nhiều người cảm thấy họ là những nạn nhân trong cuộc sống, và họ sẽ thường tập trung vào những gì đã xảy ra trong quá khứ. Có lẽ là lớn lên với một ông bố, bà mẹ hay chửi rủa, hoặc trong một gia đình khác thường. Và tôi muốn thêm rằng, hầu hết các nhà tâm lý học đều tin khoảng 85% gia đình là khác thường. Vậy nên, một cách bất ngờ, bạn không phải là duy nhất. Bố mẹ tôi nghiện rượu, bố tôi đối xử tệ với tôi. Mẹ tôi ly dị với ông ta khi tôi 6 tuổi. Từ 13 đến 18 tuổi, tôi tham gia vào một băng nhóm đường phố. Tôi bị một tai nạn mô tô nghiêm trọng. Tôi đã không có nhà khi ở Dallas. Tôi đã sống trong nghèo đói 15 năm ở Houston. Khi tôi là một đứa trẻ, tôi học hành rất khó khăn và tôi đã bị xem như không có khả năng học. Và tôi đã bị nói là không biết đọc, viết và giao tiếp, không bao giờ làm nên trò trống gì và không thể đi xa trong cuộc đời. Đó là hầu hết những câu chuyện của mọi người theo kiểu này hay kiểu khác.
Vậy nên nó được gọi là vậy thế thì sao? Cái gì thực sự ở đây, tức là bạn đang định làm gì, bạn đang chọn cái gì? Bởi vì bạn chỉ có thể giữ tập trung vào việc bạn định làm, hoặc vào cái bạn muốn. Và khi mọi người bắt đầu tập trung vào cái họ muốn, cái họ không muốn rời bỏ, và những phần này sẽ mở rộng ra, những phần khác sẽ biến mất. Chúng tôi muốn bạn đến một nơi, nơi mà bắt đầu suy nghĩ thận trọng, nơi bạn dẫn dắt suy nghĩ của bạn có mục đích, nơi bạn là người tạo ra chính trải nghiệm của bạn, vì bạn là người điều khiển suy nghĩ của chính bạn. Điều tuyệt vời về luật hấp dẫn là bạn có thể bắt đầu từ chính nơi bạn đang là. Và bạn có thể bắt đầu nghĩ đến những ý tưởng có thực. Và bạn bắt đầu tự nhận thấy trong bạn một cảm giác của sự hài hòa và hạnh phúc. Luật hấp dẫn đã bắt đầu đáp lại bạn. Bởi vậy, bây giờ bạn bắt đầu có những niềm tin khác, như mọi thứ có nhiều hơn đủ trong vũ trụ. Hoặc là bạn có niềm tin rằng mọi thứ đều đúng với tôi. Hoặc bạn có niềm tin rằng tôi sẽ không già đi, tôi sẽ ngày càng trẻ hơn. Chúng ta tạo ra cái mà chúng ta muốn với việc tuân theo luật hấp dẫn, và bạn có thể tuyệt giao chính bạn từ những kiểu mẫu di truyền, những chuẩn mực văn hóa, quan niệm xã hội, và chứng minh một lần và cho tất cả mọi người rằng sức mạnh bên trong bạn lớn hơn sức mạnh trong thế giới. Một số bạn có thể đang nghĩ, ồ, điều đó rất tuyệt, nhưng tôi không thể làm như vậy. Hoặc cô ấy không để tôi làm thế, hoặc anh ta không cho tôi làm thế, hoặc tôi không đủ tiền để làm thế, hoặc tôi không đủ sức mạnh để làm thế, hoặc tôi không đủ giàu để làm thế, hoặc tôi không. Mọi từ tôi không là một sự tạo ra, có sự giới hạn nào với nó không? Hoàn toàn không. Chúng ta là một thực thể không giới hạn. Chúng ta không có trần. Khả năng và tài năng là những món quà và sức mạnh ở trong mỗi cá nhân trên hành tinh này. Không giới hạn. Không có bảng đen nào trên trời mà vũ trụ viết về mục đích, sứ mệnh của bạn. Không có cái bảng nào trên trời nói rằng gọi anh ta đi, và sau đó có một chỗ trống. Bạn biết thế. Và tất cả những gì tôi phải làm là phải thực sự hiểu tôi đang làm gì ở đây, tại sao tôi ở đây, để tìm cái bảng đen này và tìm ra vũ trụ trời thực sự có ý định gì với tôi. Nhưng cái bảng đen không tồn tại. Bởi vậy, mục đích của bạn là những gì bạn nói nó là. Sứ mệnh của bạn là sứ mệnh bạn đặt ra cho chính bạn. Cuộc sống của bạn sẽ là những gì bạn tạo ra, và không ai đứng phán xét về nó. Bây giờ và bất kỳ lúc nào. Tôi đã mất nhiều năm để hiểu điều này, vì tôi đã trưởng thành lên nhiều với những ý tưởng này. Rằng như bạn biết, có những thứ tôi định làm, và nếu tôi đã không làm nó, tôi sẽ lại, vũ trụ sẽ không hạnh phúc với tôi. Những gì tôi thực sự hiểu ra là, mục tiêu đầu tiên của tôi là cảm thấy và trải nghiệm niềm vui sướng. Sau đó, tôi bắt đầu chỉ làm những việc mang lại cho tôi niềm vui. Bạn biết chúng ta có một câu nói, nếu không thấy thú vị, thì đừng làm nó. Niềm vui, tình yêu, tự do, hạnh phúc, tiếng cười. Đó là những gì nó là. Và chàng trai, nếu bạn chỉ trải nghiệm sự vui sướng, ngồi đây và thiền trong một giờ, chào ơi, hãy làm nó. Nếu bạn trải nghiệm niềm vui sướng với ăn bánh mì xúc xích Ý, hãy làm nó. Khi tôi vuốt ve con mèo của tôi cảm thấy vui sướng. Hoặc khi tôi đi giữa thiên nhiên, tướng. Vậy nên, tôi luôn muốn để mình trong trạng thái đó. Và khi tôi làm như vậy, thì sau đó tất cả những gì tôi phải làm là chú tâm vào những gì tôi muốn và những gì tôi muốn bày tỏ. Bởi vậy, hạnh phúc bên trong thực sự là nguồn nuôi thành công. Bất cứ cái gì bạn cảm thấy tốt luôn được vẽ ra nhiều hơn. Bạn đã nhận thấy quyền lợi này ngay bây giờ. Chính bạn là người vẽ ra nó trong cuộc sống của bạn. Chính lựa chọn của bạn chọn nó và sử dụng nó hay không. Nếu cảm thấy nó tốt, nếu cảm thấy nó không tốt, sau đó bạn biết, hãy bỏ nó đi. Actually is the fuel of success.
Tìm những thứ mà bạn cảm thấy tốt làm trái tim bạn rung động. Joseph Campbell từng nói, hãy đi theo tiếng gọi hạnh phúc của bạn. Chúng tôi nghĩ đó là những ngôn từ hay nhất mà chúng ta từng nghe từ ngôn ngữ của loài người. Let it go. Find something that feels good, that resonates with your heart. Joseph Campbell said, "Follow your bliss." Nếu một ai đó có thể đi theo tiếng gọi hạnh phúc của mình, bạn sẽ đi theo con đường đến với sự giàu có và hạnh phúc trên mọi lĩnh vực cuộc sống. To abundance and well-being on all subjects. Enjoy life with us. Tận hưởng cuộc sống với chúng ta, vì cuộc sống là sự kỳ lạ, là cuộc du ngoạn tuyệt vời. Bạn sẽ sống trong một thực tế khác biệt, cuộc sống khác biệt. Khi mọi người nhìn vào bạn và nói, anh đã làm gì khác với tôi? Vâng. Điều duy nhất khác biệt là cách bạn áp dụng điều bí mật. Và sau đó bạn có thể làm, có và làm những thứ mà mọi người sẽ nói. Bạn không thể làm, có và là như thế được. Chúng ta đang thực sự bước vào một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên mà những biên giới cuối cùng không còn tồn tại. Như Star Trek sẽ nói. Nhưng nó sẽ... Tôi nhìn thấy tương lai của tiềm năng không biên giới, khả năng không giới hạn. Hãy nhớ rằng chúng ta đang sử dụng hầu hết 5% của tiềm năng bộ óc con người. 100% tiềm năng con người là kết quả của sự giáo dục đúng cách. Vậy hãy tưởng tượng thế giới là nơi mọi người sử dụng hết tiềm năng tinh thần và cảm xúc. Chúng ta sẽ có thể đi đến bất cứ đâu, làm và đạt được bất cứ cái gì. Hãy nhìn bản thân bạn trong những điều tốt đẹp bạn mong muốn. Mọi quyển sách tín ngưỡng đều nói với chúng ta như thế. Mọi quyển sách triết học tuyệt vời nhất, mọi nhà lãnh đạo tuyệt vời nhất, tất cả thánh thần đã từng sống. Hãy quay lại và học những người thông thái. Nhiều người trong số họ đã thuyết trình với bạn trong chương trình này. Bạn biết gì không? Họ đều đã hiểu một điều. Họ hiểu điều bí mật. Và giờ bạn hiểu nó. Và bạn càng áp dụng nó, bạn càng hiểu nó. Bạn có thể đang cảm thấy dễ dàng khi nghe những từ này. Nếu những từ đó đến với bạn ngay ngày đầu tiên của trải nghiệm của bạn trên trái đất. Và nếu chúng ta đang nói với bạn trong ngày đầu tiên trải nghiệm cuộc sống của bạn, chúng tôi sẽ nói với bạn, chào mừng đến với hành tinh trái đất. Không có gì mà bạn không thể làm. Là và có. Bạn là nguồn sáng tạo tuyệt vời. Và bạn ở đây bởi sức mạnh. Và hãy tiến lên, suy nghĩ về những gì bạn muốn. Thu hút những trải nghiệm cuộc sống để giúp bạn quyết định bạn muốn gì. Và một khi bạn đã quyết định suy nghĩ chỉ về điều bạn muốn, hầu hết thời gian bạn sẽ dành cho thu thập thông tin, những thông tin mà sẽ giúp bạn quyết định điều bạn muốn. Nhưng công việc thực sự của bạn là quyết định điều bạn muốn và sau đó tập trung vào nó. Và qua việc tập trung vào những gì bạn muốn, bạn sẽ thu hút được điều đó. Đó là quá trình sáng tạo. Tôi tin rằng bạn sẽ tuyệt vời, rằng có những thứ tuyệt vời về bạn. Không nói tới những gì đã và đang xảy ra trong cuộc sống của bạn. Không nói tới bạn nghĩ bạn già hay trẻ thế nào. Khoảnh khắc bạn bắt đầu suy nghĩ đúng. Những điều bên trong, sức mạnh tuyệt vời hơn cả thế giới bên trong bạn. Nó bắt đầu lộ ra. Nó sẽ dẫn dắt cuộc đời bạn. Nó sẽ nuôi sống bạn, che phủ cho bạn, hướng dẫn bạn, bảo vệ bạn, chỉnh hướng cho bạn, duy trì sự tồn tại của bạn. Nếu bạn sẽ để nó như thế, bây giờ đó là những gì tôi biết, chắc chắn, thoải mái với nó, vui vẻ với nó, không có gì bạn phải làm.
chỉ là những gì bạn muốn làm.